Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 540. Tinh Hải Long Đế hoảng hốt vội nói, luân hồi chi chủ, vậy liền nhờ ngươi. Hắn ái nữ sốt ruột, nhưng cũng không dám ở đây quấy rối. Thiên mẫu nương nương uy danh, Tinh Hải Long Đế là nghe nói qua. Trên thực tế, tại không không lúc nào không bên trong, Thiên mẫu nương nương tên tuổi, so Thanh Liên đạo tổ còn muốn lớn hơn nhiều rất nhiều. Dù sao, Thiên mẫu nương nương là duy nhất siêu thoát giả, là không không lúc nào không duy nhất trèo lên đỉnh tinh không bị ngạn tồn tại, chỉ cần ngắm nhìn bầu trời người, đều có thể cảm nhận được nàng tồn tại, khí tức của nàng. Này mảnh trang viên, xem như Thiên mẫu nương nương lãnh địa, Tinh Hải Long Đế có thể không dám ở nơi này gây rối. Diệp thần gật gật đầu, liền cùng Tinh Hải Long Đế cùng một chỗ, đi theo Tử Lan, tiến vào trong trang viên. Bước vào trang viên, ánh vào Diệp thần tầm mắt, là một tòa cao lớn pho tượng. Đó chính là Thiên mẫu nương nương pho tượng, điều khắc đến ung dung hoa quý, khí chất xa xỉ lệ, như chí cao nữ tôn nữ vương, khí độ phi phàm. Tử Lan nói, Diệp thần, người đem để tay đến Thiên mẫu nương nương pho tượng bên trên, thành kính kêu gọi nương nương tên, nhất định có đáp lại. Diệp thần gật gật đầu, xòe bàn tay ra, ấn lấy pho tượng nền móng, trong lòng kêu gọi nói, Thiên mẫu nương nương, đáp lại ta đi. Soạt. Tại Diệp thần tâm bên trong tiếng kêu hạ xuống trong nháy mắt, chỉ thấy Thiên mẫu nương nương pho tượng, toát ra một hồi sáng chói hoa quang, chiếu rọi hỗn độn, nồng đậm hào quang, làm cho Tử Lan cùng Tinh Hải Long Đế, đều là khiếp sợ lui về sau đi. Diệp thần toàn thân bị hào quang bao phủ, chỉ cảm thấy cả người một hồi trời đất quay cuồng, phảng phất bị kéo vào vô tận hư không trong vòng xoáy đi. Tiếp theo sát, trời đất quay cuồng lắng lại, Diệp thần mở mắt, lại phát hiện mình đi tới một nơi xa lạ. Nơi này khói mù bao phủ, bảo quang mờ mịt, tiên thụ lượn quanh, từng cây ngọc thạch tạo hình tiên thụ quay quanh dưới, là một cái trong suốt như gương ao nước khinh yên sương mù bao phủ, ao nước tựa như phản chiếu lấy tinh không, có ánh sao lấp lánh. Một cái ung dung hoa quý nữ tử, đang ở trong ao ngâm tắm, trắng nõn như mỡ đông da thịt, không có một tia tì vết, no đủ dáng người, đường cong trấn nhân tâm phách. Nữ tử kia chính là Thiên mẫu nương nương. Thiên mẫu nương nương tại trong ao ngâm tắm, ao nước xung quanh có mấy cái thị nữ hầu hạ, cách đó không xa truyền đến du dương thanh nhã chuông nhạc âm thanh, thiên cung thánh cảnh, chỉ đến như thế. Diệp thần đi vào nơi này, thấy Thiên mẫu nương nương tại ngâm tắm, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Thiên mẫu nương nương khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, đối Diệp thần đến, cũng không kinh ngạc, cười nói, Diệp thần, người đến rồi. Diệp thần ngốc ngốc nói, Thiên mẫu nương nương. Thiên mẫu nương nương cười nói, ngươi phải gọi ta một tiếng sư mẫu. Diệp thần tâm bên trong run lên, nghiêm nghị nói, đúng, sư mẫu. Ánh mắt rời, không có đi xem Thiên mẫu nương nương thân thể, miễn cho vô lễ. Thiên mẫu nương nương ôn uyển cười nói, cũng là không cần như thế câu nệ. Soạt một tiếng, nàng chậm rãi theo trong ao đứng dậy, mỹ nhân đi tắm, khói mù bao phủ, hình ảnh mộng ảo mà tuyệt mỹ, hai người thị nữ tới vì nàng không mặc y phục. Thiên mẫu nương nương ngồi tại bên hồ tắm một tấm kim ngọc trên ghế, uống một ngụm thị nữ bưng lên trà thơm, trên dưới dò xét Diệp thần, cười hỏi, phu quân ta cửu biện kim liên, người luyện đến cảnh giới gì? Diệp thần nói, chỉ luyện trước ba cánh thần thông. Thiên mẫu nương nương nhẹ nhàng gật đầu, nói cái kia cũng không tệ, chờ ngươi tấn thăng thiên nguyên cảnh về sau, là có thể dùng đệ tứ cánh. Diệp thần nói, đúng. Thiên mẫu nương nương nói, người trước mắt tu vi. Là thần đạo cảnh 9 tầng trời cao giai, khoảng cách thiên nguyên cảnh cũng không xa. Bất quá, luân hồi pháp tắc đặc thù, người đạo pháp nội tình lại 10 điểm thâm hậu, mong muốn tấn thăng, đặc biệt là đại cảnh giới tấn thăng đột phá, muốn so với thường nhân gian nan rất nhiều rất nhiều. Diệp thần nói, đúng thế. Thiên mẫu nương nương suy nghĩ một hồi, tiêm tay vồ một cái, trong tay hiện ra một bức quyển trục, đưa cho Diệp thần, nói. Đây là thần giáp mệnh tinh bên trong. Bạch hổ mảnh vỡ tọa độ cầu, lần đầu gặp gỡ, ta cũng không có cái gì lễ vật cho ngươi, liền đưa ngươi này bức bản đồ đi. Ngươi căn cứ này bức bản đồ, có thể tìm được bạch hổ mảnh vỡ, tiến tới nhất cử đột phá bước vào thiên nguyên cảnh. Diệp thần lấy làm kinh hãi, nói, bạch hổ mảnh vỡ tọa độ cầu. Thần giáp mệnh tinh có thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng mảnh vỡ, mỗi một mảnh vụn đều có nghịch thiên oai, Diệp thần đã có một khối thanh long mảnh vỡ. Nếu như có thể cầm tới bạch hổ mảnh vỡ,
cảnh giới của hắn tuyệt đối có khả năng đột phá. Thiên mẫu nương nương nói, đúng vậy, người thu cất đi. Diệp thần trở nên kích động, nói, đúng, đa tạ sư mẫu. Nhận tọa độ cầu. Thiên mẫu nương nương lại nói, người mong muốn thần chu thiên kiếm sao? Ta có thể cho ngươi chế tạo bản vẽ. Diệp thần nói, cái gì? Thiên mẫu nương nương nói, cái kia thần chu thiên kiếm, chính là ta tư tưởng vĩ đại kỳ quan, đối ngươi hẳn là có ích. Bất quá, nhậm thiên nữ đã chế tạo ra thần chu thiên kiếm, khí vận đã bị nàng trước chiếm, ngươi lại muốn tạo, cơ hồ không có khả năng thành công, ai, được rồi, ngươi nếu muốn thần chu thiên kiếm lời, có thể giết chết nhậm thiên nữ, nắm kiếm của nàng đoạt lại. Diệp thần nói, ta không làm trái lương tâm sự tình, sư mẫu, nguyên lai thần chu thiên kiếm người sáng lập, lại có thể là ngươi. Thần chu thiên kiếm, là nguồn gốc từ tinh không bỉ ngạn vĩ đại kỳ quan, là tinh không một vị nào đó cường giả tư tưởng. Diệp thần không nghĩ tới, nguyên lai tư tưởng ra thần chu thiên kiếm người, liền là thiên mẫu nương nương. Thiên mẫu nương nương mỉm cười nói, là ta không sai, ta tư tưởng rất nhiều kỳ quan tạo vật, ngoại trừ thần chu thiên kiếm bên ngoài. Còn có trong tay ngươi bất tử thiên thư, thập đại cổ thần khí bên trong xếp hàng thứ nhất đế rơi vũ trụ, đều là ta tạo vật. Diệp thần nói, sư mẫu thần thông quảng đại, đệ tử bội phục. Thiên mẫu nương nương cười nói, vậy cũng không có gì, tinh không bỉ ngạn lợi hại hơn ta cường giả, có nhiều lắm, dĩ nhiên, ta tranh cường háo thắng, cũng không muốn khuất phục tại những cường giả kia. Muốn làm, liền làm thiên đạo dưới đệ nhất, Diệp thần, ngươi ủng hộ ta làm chí cao thiên chủ sao? Diệp thần nói, sư mẫu muốn làm chí cao thiên chủ, đệ tử tự nhiên là ủng hộ. Thiên mẫu nương nương mỉm cười nói, rất tốt, ngươi chịu ủng hộ ta, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, ta cùng bỉ ngạn bên trong vô số cường giả, kỳ thật đang một mực tại tranh đoạt chủ danh hiệu. Cái gọi là chủ nha, chính là này chí cao thiên chủ, là các ngươi không lúc nào không nói tới trung cực chi thần. Diệp thần sững sờ, nói thật có trung cực chi thần. Thiên mẫu nương nương cười nói, trước mắt còn không có sinh ra, đều tại tranh đoạt, tỷ như hồn thiên đế năm đó, liền đã từng hiến tế chính mình quyết tử ma nhãn, khẩn cầu chủ chúc phúc, ta vì làm cái này chủ, cho hắn một quyền bất tử thiên thư, bất quá hắn không thể cầm chắc lấy, cuối cùng vẫn là bị nguyên thiên đế giết chết, liên lụy thần cách của ta cũng đi theo suy yếu. Diệp thần nói, sư mẫu, người duy trì hồn thiên đế. Thiên mẫu nương nương lắc lắc đầu nói, không phải. Hạ giới tranh đấu, ta vô vị duy trì hay không duy trì, người nào xuất ra đầy đủ tế phẩm, người nào thành tâm cầu nguyện, ta liền bảo hộ người nào. Bất quá bây giờ nha, ngươi là bảo bối của ta đệ tử, ta tự nhiên là đứng tại ngươi bên này, ngươi muốn giết cái gì hồn thiên đế cùng sử thần, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Dĩ nhiên, mặc kệ là hồn thiên đế cùng sử thần, cũng không tốt giết, hồn thiên đế từ không cần phải nói, hắn đỉnh phong thời điểm là không thể nói cường giả. Loại này cường giả đặt ở bỉ ngạn thế giới, cũng là nhất lưu tồn tại, mà sử thần, chỉ cần lòng người ghê tởm bất diệt, hắn sẽ không phải chết, càng là khó giết, nhưng ta sẽ hết sức nỗ lực, chỉ cần ta không chết, nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Diệp thần trở nên kích động, nói, đa tạ sư mẫu. Thiên mẫu nương nương là tinh không bỉ ngạn cường giả, nếu có nàng duy trì, đây chẳng phải là vô địch. Thiên mẫu nương nương lại nói, đừng cao hứng sớm như vậy. Bởi vì thiên đạo quy tắc hạn chế, kỳ thật ta cũng không thể giúp được ngươi quá nhiều, nhưng ta có khả năng nói cho ngươi một chút đặc thù cơ duyên tồn tại, giúp ngươi dũng mãnh tinh tiến, cấp tốc đột phá. Diệp thần nói, đặc thù cơ duyên. Thiên mẫu nương nương gật đầu nói, đúng vậy, tỷ như thiên đạo tam tướng thần thần cách, đã từng thiên đạo bên dưới, có ba đại chí cao thần, chính là Phạm Thiên, tỷ Thấp Nô, bọn hắn ngã xuống về sau, thần cách đi rơi xuống không lúc nào không. Nếu là có thể tìm được, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Diệp thần một hồi kỳ lạ, hỏi thiên đạo tam tướng thần, Phạm Thiên, Tỳ Thấp Nô. Bọn hắn rất mạnh mẽ sao? Bọn hắn thần cách lại ở đâu? Thiên mẫu nương nương nói, ba đại chí cao thần, dĩ nhiên mạnh mẽ, thiên đạo mạnh bao nhiêu, bọn hắn liền có mạnh bấy nhiêu, về phần bọn hắn thần cách nha. Nhẹ nhàng lắc đầu, ta hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích, ngươi còn không có tư cách đụng vào thiên đạo tam tướng thần thần cách. Chờ ngươi đột phá đến thiên nguyên cảnh lại nói. Diệp thần tâm bên trong run lên, nói, đúng. Thiên mẫu nương nương lông mày đột nhiên nhăn lại trầm ngâm nói, lần này chúng ta có thể gặp nhau, là bởi vì đăng thần đem ngươi đưa đến hỗn độn tử địa, nhưng lần sau nghĩ gặp lại, vậy liền khó khăn,
không không lúc nào không cùng Bỉ Ngạn cách xa nhau quá xa, ngươi coi như thành tâm cầu nguyện, cũng chưa chắc có thể liên lạc đến ta. Diệp Thần nói, sư mẫu, thật là làm như thế nào? Thiên mẫu nương nương có thể là một đầu kim đại thối, nhất định phải ôm chặt, Diệp Thần cũng không muốn từ bỏ. Thiên mẫu nương nương nói, chỉ có một cái biện pháp, lần này tinh không tranh bá thi đấu, ngươi nhất định phải đoạt giải quán quân, bắt lại tinh không thần sơn, đem linh hồn ký thác đến tinh không phía trên thần trì, là có thể cùng ta trao đổi. Diệp Thần nghi hoặc, tinh không thần trì. Thiên mẫu nương nương nói, đúng vậy, tinh không thần trì đầu nguồn, liền tại ta chỗ này. Chỉ bên cạnh phòng tắm, tinh không thần sơn bên trên thần trì, chẳng qua là ta phòng tắm một giọt nước biến thành, là năm đó Triều Thiên Sơn thần, cả ngày cầu nguyện, tội nghiệp khẩn cầu ta chúc phúc, ta bị hắn phiền đến không được, liền cho hắn một điểm ân huệ, tại trong bồn tắm bắn ra một giọt nước, hóa thành cái kia tinh không thần trì. Ngươi chỉ cần chấp trưởng tinh không thần trì, liền có thể cùng ta trao đổi. Diệp Thần cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới không không lúc nào chống không tên tinh không thần trì. Nguyên lai thế mà chẳng qua là thiên mẫu nương nương phòng tắm một giọt nước biến thành. Lần này tinh không tranh bá thi đấu, vô số người dự thi tha thiết ước mơ, liền là chiếm cứ tinh không thần trì, đạt thành bất diệt bất hủ cảnh giới. Thiên mẫu nương nương nói, địch nhân của ngươi quá nhiều, ngươi nhất định phải bắt lại tinh không thần trì, tính mệnh mới có bảo đảm, cho nên, lần này tinh không tranh bá thi đấu, ngươi nhất định phải đoạt giải quán quân. Diệp Thần nói, đúng, sư mẫu, ta hiểu rõ. Thiên mẫu nương nương lại có chút lo lắng, bấm ngón tay tính toán, nói chẳng qua là, ta suy tính tương lai, lại là cát hung họa phúc mỗi thứ một nửa, người tương lai vận mệnh, 10 điểm hung hiểm. Lần này tinh không tranh bá thi đấu bên trong, người địch nhân đáng sợ nhất, chính là cực đạo ma tôn ma phi thiên. Cái này người tại Bỉ Ngạn thế giới, là hắc ám cùng tử vong biểu tượng, cực kỳ cường hãn, hắn từ bỏ thượng giới ma tôn vị trí, thế mà uống xong ngạc tuyền chi thủy. Đi hạ giới, đây là ta không có nghĩ tới. Ta cũng đẩy không tính được tới âm mưu của hắn, tóm lại ngươi muốn cẩn thận, tuy nói chịu thiên đạo quy tắc hạn chế, hắn mặt ngoài sức chiến đấu cùng ngươi không sai biệt lắm, nhưng quy tắc là có thể đánh vỡ, một khi hắn bạo phát, vậy thì thật là vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần tâm bên trong run lên, tự nhiên cũng là biết Ma Phi Thiên mạnh mẽ, Ma Phi Thiên đã chấp trưởng thiên ma tinh hải, trong cơ thể vừa có hai phần ngạc tuyển chi thủy gia trì. Nội tình có thể nói là vô cùng cường hãn, Diệp Thần tuyệt không dám xem thường, nói, đúng, sư mẫu, ta sẽ cẩn thận. Thiên mẫu nương nương vẫn là lo lắng bộ dáng, nói, người vạn hoa đồng huyết nhãn cùng quyết tử ma nhãn, tại vòng thứ nhất thi đấu đã dùng qua, đằng sau liền không thể dùng lại, bằng không tác dụng phụ bùng nổ, người hai mắt muốn trực tiếp mù mất, vậy sẽ phải thành phế nhân, so chết còn thảm. Người mất đi hai lớn át chủ bài, lại đối mặt Ma Phi Thiên. Lực lượng không khỏi không đủ, ngô. Ta cho ngươi một phong thư, ngươi đem này tin mang đến cho Hải Nguyệt thần nữ, có thể được một phần cơ duyên, đối phó Ma Phi Thiên có ích. Hải Nguyệt thần nữ là tinh khiết người, liền là thiên sinh thể xác tinh thần tinh khiết, thân thể như lưu ly trong sáng, đạo tâm như trăng sáng thanh tịnh ý tứ, nàng là tinh khiết người, tất có thể trợ lực ngươi. Nói xong, thiên mẫu nương nương ngưng tụ ra một phong thư, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần hết sức tò mò, hỏi, Hải Nguyệt thần nữ có cái gì cơ duyên có khả năng cho ta? Bây giờ Hải Nguyệt thần nữ Tiêu Mộng Ly, bị giam giữ tại Tử Lan trong trang viên, liền là tù nhân, nàng lại có cái gì cơ duyên, có thể giúp ích Diệp Thần? Diệp Thần nghĩ mãi mà không rõ. Thiên mẫu nương nương nói, tóm lại, người đem tin giao cho nàng là được. Nàng là tinh khiết người, vốn là sơn thần hiến cho ta tế phẩm, nhưng bây giờ ngươi muốn đối mặt Ma Phi Thiên. Cục diện quá mức hung hiểm, cái này tế phẩm, ta liền đưa cho ngươi hưởng dụng. Diệp Thần ngẩn ngơ, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Thiên mẫu nương nương nói tốt, ngươi trở về đi, không thể tại ta chỗ này lưu lại quá lâu, nếu bị tinh không thẩm phán giả nhóm phát hiện, lại là một phiên phiền toái. Nói xong, thiên mẫu nương nương tiêm vung tay lên, một cỗ thần quang bao phủ lại Diệp Thần thân ảnh, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Hoa Lan Tử La trong trang viên, thiên mẫu nương nương pho tượng trước, Diệp Thần đột nhiên mở mắt. Hắn ngốc ngốc nhìn xem bốn phía, nơi nào còn có cái gì thiên mẫu, chỉ có băng lãnh pho tượng, vừa mới khói mù tràn ngập phòng tắm thánh cảnh, liền tựa như một trận ảo mộng. Nhưng Diệp Thần trên tay, lại đột ngột nhiều hơn một phong thư cùng một bộ quyển trục, đó là thiên mẫu nương nương giao cho hắn tin,
còn có bạch hổ mảnh vỡ tọa độ cầu. Không phải là mộng. Diệp Thần vô cùng chấn động, nhìn chăm chú Thiên Mẫu Nương Nương pho tượng, hắn vừa mới thật gặp được Thiên Mẫu Nương Nương, vậy hắn xem như tiến nhập tinh không bỉ ngạn sao. Thoáng chốc ở giữa, Diệp Thần cả người đều phơi phới, không biết thiên, không biết, có loại thân ở mộng ảo cảm giác. Một bên Tinh Hải Long Đế, nhìn thấy Diệp Thần trong tay, đột ngột xuất hiện phong thư cùng quyển trục, kêu lên, a, là Thiên Mẫu Nương Nương hiển linh sao. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, hướng Tử Lan nói, Tử Lan, ta cùng Thiên Mẫu Nương Nương câu thông qua, nàng nguyện ý thả Hải Nguyệt Thần Nữ, người đem Hải Nguyệt Thần Nữ phóng xuất là được. Diệp Thần chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy Tiêu Mộng Ly, đem Thiên Mẫu Nương Nương tin giao cho nàng. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Tiêu Mộng Ly không quan trọng một cái tù nhân, có thể mang đến cho mình cái gì cơ duyên. Tử Lan ngẩn ngơ, gương mặt đột nhiên có chút đỏ lên, nói ta. Ta đã nghe được Thiên Mẫu Nương Nương thần dụ, Diệp Thần, ngươi. Ngươi tự mình đi trong địa lao, đem người mang ra là được. Hướng về hai bên phải trái hắc giáp vệ sĩ nói, người tới, mang luân hồi chi chủ đi địa lao. Tả hữu vệ sĩ đáp, đúng, làm cái mời dấu tay xin mời. Diệp Thần nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy Tử Lan biểu lộ có chút kỳ quái. Bất quá Tử Lan cùng Thiên Mẫu Nương Nương, chắc chắn sẽ không hại hắn, hiện tại hắn liền gật gật đầu, đi theo đám vệ sĩ đi địa lao. Tinh Hải Long Đế nhanh chân xông trước, nói ta cũng đi. Tử Lan cuống quýt đưa hắn ngăn lại, nói tiền bối không cần kinh vội vàng, chúng ta tại này chờ sẵn chính là, Hải Nguyệt Thần Nữ thụ thương không nhẹ, cũng cần Diệp Thần hỗ trợ trị liệu, chúng ta không thể quấy rầy. Tinh Hải Long Đế bất đắc dĩ, đành phải lưu tại chỗ, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, van cầu ngươi mau đem nữ nhi của ta cứu ra. Diệp Thần nói, nhất định. Ngay sau đó, Diệp Thần đi theo vệ sĩ, đi tới sơn trang chỗ sâu địa lao. Cái kia địa lao xây giữa lưng vào núi, thông hướng lòng đất, hai vị vệ sĩ đem địa lao đại môn mở ra về sau, lại giao cho Diệp Thần một bộ chìa khóa, nói, luân hồi chi chủ, mời đến. Hải Nguyệt Thần Nữ giam giữ tại chỗ sâu nhất, người một đi thẳng về phía trước liền có thể thấy, nhỏ chờ đợi ở đây. Diệp Thần gật gật đầu, mang theo chìa khóa tiến vào địa lao, chỉ thấy địa lao hai bên, là một tòa nhà tù, trong phòng giam giữ lấy rất nhiều người, bọn hắn ánh mắt cho tàn, như cái xác không hồn, bọn họ đều là tế phẩm, chờ đợi lấy vận mệnh của bọn hắn, liền là bị đưa vào bỉ ngạn, biến thành các cường giả thức ăn, cuối cùng đều muốn bị ăn hết. Diệp Thần lắc đầu, chấn định tâm thần, một mực hướng địa lao chỗ sâu nhất đi đến, dần dần, hắn hai bên nhà tù, liền đều rỗng, không tiếp tục giam giữ có người, chỉ có mỏng manh lửa đèn tại chập chờn, hoàn cảnh ẩm ướt lại tối tăm. Một mực đi đến địa lao phần cuối, Diệp Thần cuối cùng thấy được Hải Nguyệt Thần Nữ Tiêu Mộng Ly, nàng bị đơn độc giam giữ tại một cái chật hẹp trong phòng giam, nhà tù cửa lớn che kín cấm pháp, rõ ràng Tử Lan bên này, đối Tiêu Mộng Ly là đặc biệt chiếu cố. Dù sao nàng là tinh khiết người, là phi thường khó được tế phẩm. Tiêu Mộng Ly ăn mặc một bộ đơn bạc rộng rãi áo tù bên trên in một cái huyết sắc tế chữ, nàng dáng người cực tốt, mặc dù tại rộng rãi áo tù bao phủ xuống, cũng có thể nhìn ra cái kiệu uyển chuyển bay bổng đường cong. Nàng trần trụi tại bên ngoài da thịt, mang theo rất nhiều vết thương, đó là thái ất âm lôi nổ tung tạo thành tổn thương, âm lôi nổ tung vỡ nát nhục thể của nàng, cũng nổ đả thương linh hồn của nàng. Lẻ loi trơ trọi bị giam giữ Tiêu Mộng Ly, một bộ yếu đuối đáng thương bộ dáng, nhìn thấy Diệp Thần đến, nàng đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó có chút không dám tin vào hai mắt của mình, bò người lên, vô cùng kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, run giọng nói. Luân hồi chi chủ, là ngươi, ta không nhìn lầm đi. Diệp Thần bước nhanh đi tới, móc ra chìa khóa đem cửa nhà lao mở ra, nói, là ta, Mộng Ly cô nương, ngươi chịu khổ. Hắn thi triển thiên đường thánh quang trị liệu pháp, một luồng thuần trắng hào quang theo trong tay phóng thích mà ra, quán chú đến Tiêu Mộng Ly trong cơ thể. Tiêu Mộng Ly phát ra một tiếng kêu nhỏ, thương thế trên người cấp tốc khôi phục, nàng lại là vui vẻ, lại là xúc động, nói, luân hồi chi chủ, cảm ơn ngươi. Ngươi là tới cứu ta sao? Bên ngoài những cái kia săn tế người, như thế hung ác, ngươi là thế nào xông vào? Diệp Thần nói, đều là hiểu lầm. Nơi này là Thiên Mẫu Nương Nương địa bàn, ta đã cùng Thiên Mẫu Nương Nương câu thông qua, nàng nguyện ý phóng thích ngươi. Tiêu Mộng Ly rất đỗi giật mình, nói cái gì, ngươi? Ngươi thế mà có thể câu thông Thiên Mẫu Nương Nương,
đây chính là Bỉ Ngạn Chí Cao Thiên Chủ a. Ta có thể trở thành nàng tế phẩm, coi như bị nàng ăn hết, cũng là vinh hạnh của ta, chẳng qua là. Chỉ là ta còn không quá muốn chết. Diệp Thần lắc đầu, cười nói, Thiên Mẫu Nương Nương còn không phải Chí Cao Thiên Chủ, nàng cho ta một phong thư, gọi ta đem thư cho ngươi. Nói xong, Diệp Thần liền móc ra lá thư này, đưa cho Tiêu Mộng Ly. Tiêu Mộng Ly lập tức nghi hoặc, nói, trên thư là cái gì? Diệp Thần nói, ta cũng không biết, ngươi xem một chút chính là, Thiên Mẫu nói ngươi có cơ duyên cho ta. Tiêu Mộng Ly cực kỳ kỳ dị, tú mi nhẹ trao lại, nói ta bất quá một cái tù nhân, lại có cái gì cơ duyên có thể cho ngươi. Nàng mang lòng hiếu kỳ, đem phong thư xé mở, rút ra bên trong giấy viết thư. Ô, không ngờ, nàng xé phong thư ra thời điểm, lại có một luồng màu hồng phấn sương mù, theo trong phong thư bay ra, bao phủ toàn bộ nhà tù. Diệp Thần ngẩn ngơ, ngửi được cái kia màu hồng khói mù, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người lập tức ra tốc lưu động. Trái tim đập bịch bịch, trong đầu huyễn hóa ra muôn vàn khinh niệm, lại khó lấy lắng lại. Hắn lại đi xem Tiêu Mộng Ly, liền thấy Tiêu Mộng Ly tựa hồ có một cỗ đặc thù mị lực, nhất cử nhất động đều câu hồn phách người, cả người lại tựa như bảo bọc một tầng mộng ảo vòng sáng, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền muốn thân cận. Tiêu Mộng Ly ngửi được cái kia màu hồng sương mù, gương mặt cũng là xoạt đỏ lên, tâm nhảy dồn dập, nàng và Diệp Thần đều có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập. Nàng cúi đầu xem trong tay giấy viết thư, nhìn xem nội dung trong thư, càng xem càng xấu hổ đỏ mặt, da thịt cũng là đỏ bừng, phấn nộn đến tựa hồ có thể bóp ra nước tới. Diệp Thần không hiểu thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô, hỏi, Mộng Ly cô nương, Thiên Mẫu nương nương đều nói rồi chút gì. Tiêu Mộng Ly gương mặt đỏ bừng, một đôi mắt như chứa thu thủy, nói, nàng nói. Nàng nói. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Mộng Ly thân thể nhẹ nhàng kề Diệp Thần. Hai người thân thể tiếp xúc đến cùng một chỗ, đều thấy thân thể đối phương hâm đến nóng lên, ánh mắt một đụng vào nhau, liền phảng phất nam châm không thể tách rời, nóng rực hỏa diễm tại hai người trong hai mắt bùng cháy. Tiêu Mộng Ly lời nói tiếp theo, cũng không hề tiếp tục nói, nàng hai tay có chút câu nệ nắm lấy Diệp Thần bên eo quần áo, thở dốc không chừng. Diệp Thần nhìn xem nàng đôi môi đỏ thắm, lại như mê muội, hôn xuống. Một khắc đồng hồ sau. Diệp Thần cùng Tiêu Mộng Ly, theo phòng giam bên trong ra tới. Tiêu Mộng Ly đã đổi lại một bộ quần áo mới, bước đi hai chân có chút như nhũn ra, kéo Diệp Thần cánh tay, không để lại dấu vết nhẹ nhàng tựa sát hắn. Diệp Thần trên mặt mang một vệt cười khổ, hắn vạn lần không ngờ, Thiên Mẫu nương nương nói tới cơ duyên, kỳ thật liền là Tiêu Mộng Ly thân thể. Tiêu Mộng Ly là tinh khiết người, thân như lưu ly, tâm như trăng sáng, nàng tinh khiết huyết mạch. Có thể không xem hết thảy hắc ám ô uế. Tại Thiên Mẫu nương nương kết hợp một chút, Tiêu Mộng Ly hiến thân cho Diệp Thần, nàng tinh khiết huyết mạch lực lượng cũng bị Diệp Thần hấp thu. Tại Diệp Thần trong đan điền, có một khỏa vô cùng tinh khiết kết tinh, viên này kết tinh có khả năng xưng là tinh khiết chi tâm, là Tiêu Mộng Ly tinh khiết huyết mạch năng lượng ngưng tụ. Có viên này tinh khiết chi tâm, Diệp Thần tương lai đối mặt Ma Phi Thiên, liền nhiều hơn một phần thắng. Không sợ Ma Phi Thiên ma đạo sát lục cùng thiên ma tinh hải ô nhiễm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Mộng Ly nhìn xem Diệp Thần trên mặt cười khổ biểu lộ, thanh âm mang một ít khiếp nhược mà hỏi, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi ghét bỏ ta sao? Diệp Thần vội vàng nói, không có, chẳng qua là. Ai? Trong lúc nhất thời, Diệp Thần cũng không biết nói cái gì cho phải, đành phải sờ lên Tiêu Mộng Ly đầu, nói. Về sau ngươi nếu không chê, liền theo ta tốt. Tiêu Mộng Ly lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn, nói vậy thì tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Hai người trở lại sơn trang quảng trường bên trên, Tử Lan cùng Tinh Hải Long Đế đang đợi, nhìn thấy hai người ra tới, lập tức ngẩn ngơ. Lúc này Diệp Thần cùng Tiêu Mộng Ly, uyển như nước sữa hòa nhau, hai người trên mặt hoa đào, là cá nhân đều có thể nhìn ra hai người xảy ra chuyện gì. Các ngươi hai cái. Tử Lan lấy lại tinh thần, giống như cười mà không phải cười đánh giá hai người, nói chúc mừng á. Các ngươi cuối cùng không có cô phụ nương nương một phiên khổ tâm. Tinh Hải Long Đế một hồi kinh hỉ, đi ra phía trước, kéo Diệp Thần cùng Tiêu Mộng Ly tay, đem hai người tay cầm trùng điệp đặt chung một chỗ, nói, luân hồi chi chủ, tiểu nữ về sau liền giao cho ngươi chiếu cố. Diệp Thần bất đắc dĩ cười khổ, có chút xấu hổ gật đầu. Kỳ thật sớm tại Vạn Tinh Hải thời điểm.
hắn liền mơ hồ nhìn thấy tương lai, phát hiện mình cùng Hải Nguyệt thần nữ, sẽ có vô cùng thân mật quan hệ, không có nghĩ đến cái này tương lai, nhanh như vậy liền phát sinh, mà lại sau lưng vẫn là Thiên Mẫu nương nương tại tác hợp. Tử Lan nghiêm mặt nói, Diệp thần, Hải Nguyệt thần nữ có thể là Sơn thần thê tử, người đem lão bà hắn cho đoạt, có thể phải cẩn thận. Mặc dù, Sơn thần liền Hải Nguyệt thần nữ một đầu ngón tay đều không có chạm qua, nhưng bất kể như thế nào, hai người trên danh nghĩa chung quy là vợ chồng, hiện tại Tiêu Mộng Ly thành Diệp thần nữ nhân, này nếu như bị Sơn thần biết, khẳng định phải giết phá thiên. Tinh Hải Long Đế hừ một tiếng, nói cái gì đoạt đoạt cướp, nữ nhi của ta hôn sự, ta người cha này định đoạt, ta muốn đem nàng gả cho luân hồi chi chủ, người nào dám phản đối. Diệp thần nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nói thời điểm không còn sớm, tiền bối, Mộng Ly, chúng ta cần phải trở về. Tử Lan nói, là đăng thần tiếp các ngươi trở về sao? Hỗn độn tử địa cùng không không lúc nào không, cách xa nhau cực kỳ xa xôi, thời không pháp tắc lại hoàn toàn khác biệt, ta không có cách nào đưa các ngươi trở về. Diệp thần nói, đăng thần sẽ ra tay, yên tâm, Tử Lan, ngươi theo ta đi sao? Tử Lan một hồi hốt hoảng, sau đó có chút khổ sở nói, không được, ta ở chỗ này chờ ngươi, chờ tương lai ngươi có một ngày, có thể trèo lên đỉnh tinh không bỉ ngạn, dạng này. Ta là có thể đi chung với người bỉ ngạn, người cũng đừng quên ta. Diệp thần tâm thần nhất đáng, gật đầu nói, ta nhớ được ngươi. Còn có thanh niên muội muội, ta sẽ đem nàng cũng phục sinh, sau đó, chúng ta cùng đi bỉ ngạn thế giới. Tử Lan nói, tốt, một lời đã định. Diệp thần nói, một lời đã định. Hắn đi ra phía trước, cùng Tử Lan chặt chẽ ôm một cái. Sau đó, Diệp thần thổi cái huýt sáo. Triệu hoán cửu sắc lôi trạch tới, hắn cùng Tiêu Mộng Ly vươn mình cưỡi đi lên, trong lòng yên lặng kêu gọi tên đăng thần. Uy, sự tình giải quyết thỏa đáng, người mau đưa ta truyền tống về đi. Đăng thần nghe được Diệp thần kêu gọi, lập tức trả lời nói, tốt tốt tốt, không có vấn đề. Dừng một chút, lại trần chờ nói, chính là. Diệp thần cau mày nói, chính là cái đó. Cái này đăng thần, thoạt nhìn thật sự là không đáng tin cậy a. Đăng thần nói, liền là pháp lực của ta còn thừa không nhiều, đem các ngươi truyền tống về tới về sau, ta khả năng lại phải ngủ say, luân hồi chi chủ, ngươi cái thứ ba nguyện vọng, ta có thể muốn chậm một chút mới có thể giúp ngươi thực hiện. Diệp thần tức giận nói, không sao, ngươi có thể đem ta truyền tống về đi, ta liền cảm ơn trời đất, nắm ta truyền về luân hồi trận doanh bên trong. Diệp thần chỉ muốn mau sớm trở lại luân hồi trận doanh, hắn đoạt Sơn thần lão bà. Sơn thần khẳng định là bạo tẩu, hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Đăng thần nói tốt, ta đây thi pháp, các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Chỉ thấy một cái truyền tống trận, xuất hiện tại Diệp thần, Tiêu Mộng Ly, Tinh Hải Long Đế ba người dưới chân, đăng thần đang chuẩn bị thi pháp, không gian chung quanh pháp tắc bắt đầu kịch liệt gợn sóng, một cỗ nóng rực bạch quang đem Diệp thần đám người bao lại. Tử Lan mang theo một vệt không bỏ nụ cười, hướng Diệp thần vẫy tay từ biệt. Nói, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Diệp thần gật đầu nói, ta nhớ được. Tiếp theo sát, bạch quang nổ vang, Diệp thần, Tiêu Mộng Ly, Tinh Hải Long Đế ba người thân ảnh, liên đới lấy cửu sắc lôi trạch, tan biến tại chỗ. Soạt, lại một cái chớp mắt, Diệp thần mở mắt, phát hiện mình đã về tới tinh không thần sơn, nhưng cũng chưa từng xuất hiện tại luân hồi trận doanh, mà là xuất hiện ở cái kia đồ mi sơn cốc bên trong. Đăng thần truyền tống. Quả nhiên lại xuất hiện sai lầm. Diệp thần nghĩ kêu gọi đăng thần, nhưng phát hiện nàng đã hao hết pháp lực ngủ say. Lúc này nổ tung bụi mù, đã tán đi, chân lý sẽ bọn thị vệ, tại quét dọn lấy phế tích, bạch quang sáng chói, Diệp thần ba người bỗng nhiên xuất hiện, lập tức làm cho toàn trường thị vệ kinh hãi, tầm mắt đồng loạt nhìn lại. Cái này, đây là có chuyện gì? Là luân hồi chi chủ, còn có Hải Nguyệt thần nữ, bọn hắn. Bọn hắn làm sao như thế thân mật? Diệp thần đám người đột ngột xuất hiện, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Diệp thần cùng Tiêu Mộng Ly, ngồi chung cửu sắc lôi trạch, Diệp thần còn ôm Tiêu Mộng Ly vòng eo, như vậy thân mật tư thái, trực tiếp nhường bọn thị vệ bối rối. Hải Nguyệt thần nữ không phải là bị nổ chết rồi hả? Tại sao lại sống lại? Luân hồi chi chủ nghịch chuyển sinh tử, còn cướp đi Hải Nguyệt thần nữ nguyên âm. Nhanh đi bẩm báo Sơn thần đại nhân. Từng đạo kinh ngạc tiếng hô vang lên, lập tức liền có một đội thị vệ xông lên vây quanh Diệp thần, lại có người đi mật báo.
Diệp Thần sầm mặt lại, tự mình biết đoạt Sơn Thần lão bà, một khi Sơn Thần buông xuống, rất có thể muốn một bàn tay đem hắn chụp chết. Đi! Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức cưỡi cửu sắc lôi trạch, mang theo Tiêu Mộng Ly ra bên ngoài chạy như điên, Tinh Hải Long Đế cũng biết tình thế nguy hiểm, theo sát lấy Diệp Thần xung ra ngoài. Chung quanh thị vệ vây giết đi lên, Diệp Thần sờ lên xương chi thạch chiếc nhẫn, đại địa chấn động, từng sợi cốt thứ nổi lên mà lên, đem bọn thị vệ bước lui. Nhậm tiền bối, tới đón ta. Diệp Thần tâm bên trong kêu gọi, liền muốn xông ra sơn cốc, đột nhiên một đầu kinh thiên cự thủ, như che trời thật lớn, theo thiên bạo sát xuống tới. Cái này cự thủ, vân tay hoa văn, liền như là tinh hà hoa văn, một đầu trong chỉ tay, có vô tận nhật nguyệt sao băng sinh diệt chìm nổi, lại cuốn theo lấy cả tòa tinh không thần sơn, thậm chí toàn bộ sơn thần giới thiên địa sức mạnh to lớn, bá khí vô cùng, uy mãnh cực điểm, một trưởng hạ xuống. Liên thiên đế đều muốn bị chụp chết. Không tốt. Diệp Thần sầm mặt lại, biết là Sơn Thần ra tay rồi, mà lại là kinh thiên phẫn nộ nhất kích, muốn bạo sát hết thảy. Tiểu La Bạc, cho ta ngăn trở. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần quyết đoán cực nhanh, lập tức kêu gọi Tiểu La Bạc. Chỉ thấy Tiểu La Bạc hiện thân ra tới, theo một đầu tiểu cấm yêu bộ dáng, một thoáng hóa thân thành một đầu kinh thiên hắc hùng cự yêu, ngao một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét. Chấn động sơn hà, thân thể bành trướng cao ngàn trượng, nguy nga hung lệ, một chảo nâng lên. Phịch một tiếng, sơn thần cự trưởng, cùng hắc hùng cự yêu móng vuốt, mãnh liệt đụng vào nhau, kích thích kinh thiên sóng khí. Cự trưởng bị hắc hùng cự yêu ngăn trở, không cách nào lại đè xuống tới. Diệp Thần nhân cơ hội này, cấp tốc lui lại. Hắc hùng cự yêu nhe răng nứt mắt, biểu lộ hết sức thống khổ khó chịu, rõ ràng cho dù là nó. Mong muốn ngăn cản Sơn Thần cự trưởng cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ thấy hắc hùng cự yêu trong miệng rất nhanh liền thẩm thấu ra máu tươi, cao ngàn trượng thân thể bị Sơn Thần cự trưởng ép tới lung la lung lay. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Sơn Thần thực lực thế mà hung mãnh đến nước này, liền hắc hùng cự yêu đều ngăn cản không nổi. Chỉ nghe bịch một tiếng, hắc hùng cự yêu rất nhanh liền ngăn cản không nổi, bị Sơn Thần cự trưởng một bàn tay đè xuống đất. Gào lên đau xót một tiếng, thân thể cấp tốc co nhỏ lại thành Tiểu La Bạc bộ dáng. Sơn Thần một trưởng đè xuống, bụi mù cuồn cuộn, thiên địa phảng phất đều muốn sụp đổ, thanh thế hạo đại. Nhìn thấy Sơn Thần hung mãnh như vậy khí thế, Tinh Hải Long Đế cùng Tiêu Mộng Ly đều là chấn động. Luân hồi chi chủ, ngươi, quả nhiên là một khỏa rất độc lựu. Ngươi đi ở đâu, chỗ nào liền muốn sinh mầm tai vạ. Có ngươi tại, chư thiên vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Một đạo sâu lắng thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo khí tức rộng rãi, bàng bạc mênh mông thân ảnh, chậm rãi từ không trung hạ xuống tới, chính là Triều Thiên Sơn Thần. Sơn Thần uy nghiêm đến cực hạn, khí thế cùng cả tòa tinh không thần sơn, thậm chí toàn bộ sơn thần giới hòa làm một thể, hắn phảng phất liền là tinh không thần sơn bản thân, phảng phất chính là cái này thế giới bản thân, cái kia cỗ cường đại áp bách cùng uy thế, đơn giản không sai biệt lắm có thể cùng siêu phẩm thiên đế so sánh. Quá bá đạo. Đặc biệt là hiện tại, Sơn Thần thê tử Tiêu Mộng Ly, thành Diệp Thần nữ nhân trong ngực, hắn trơ mắt nhìn xem một màn này, trong lòng bi thương, cừu hận, phẫn nộ, xen lẫn thành âm trầm lửa giận, trong mắt thiêu đốt lên, hận không thể muốn đem Diệp Thần ép diệt thành cho. Hải Nguyệt, người trở lại cho ta. Sơn Thần hướng về phía Tiêu Mộng Ly quát. Tiêu Mộng Ly lắc đầu, nói ta không gọi Hải Nguyệt, ta gọi Tiêu Mộng Ly, Hải Nguyệt thần nữ chẳng qua là kiếp trước của ta. Sơn Thần ra mặt nhảy lên, tức giận nói, ngươi lại tại nói hưu nói vượn cái gì, ngươi chính là Hải Nguyệt thần nữ, chư thiên hiếm thấy tinh khiết người, là ta Triều Thiên Sơn Thần thế tử, ta bảo ngươi trở về. Hắn bàn tay lớn duỗi ra, như che thiên ma chảo, cách không cầm lấy Tiêu Mộng Ly. Tiêu Mộng Ly hai tay bấm quyết, khẽ quát một tiếng, Hải Nguyệt chiêu tâm quyết. Sau lưng liền hiển hóa ra Thương Hải Thủy Triều đại khí tượng, trên biển sinh minh nguyệt, một vòng Hải Nguyệt nổi lên. Nở rộ vạn trượng phát sáng, ông một tiếng, vô biên thần mang phóng thích mà ra. Sơn Thần tay cầm, lọt vào một cỗ cường đại lực lượng ngăn cản, vô pháp tiến thêm, sắc mặt hắn biến động, nói, ngươi không phải Hải Nguyệt thần nữ, một chiêu này thần thông lại là cái gì? Tiêu Mộng Ly một trận trầm mặc, đây là nàng kiếp trước lực lượng, đương thời nàng mặc dù yếu đuối, nhưng kiếp trước Hải Nguyệt thần nữ, là đỉnh cấp thiên thần, thế gian hiếm thấy tinh khiết người, có vô số tín đổ đối nàng quỳ bái. Nàng mượn dùng kiếp trước lực lượng, đủ để cùng Sơn Thần đối kháng.
Yên lặng một lát sau, Tiêu Mộng Ly liền ngẩng đầu nói ra, đúng, ta kiếp trước kiếp này, cùng ngươi dây dưa không rõ, nhưng hết thảy nhân quả, cũng nên vào hôm nay chấm dứt, ngươi chưa từng có chân tâm thương yêu qua ta, chỉ bất quá coi ta là thành tế phẩm thôi. Thế gian này, chân chính thương yêu ta người, ngoại trừ cha ta bên ngoài, cũng chỉ có luân hồi chi chủ. Nói xong quay đầu thâm tình nhìn Diệp Thần liếc mắt, lại tiếp tục hướng Sơn Thần đạo. Từ nay về sau, ta liền theo luân hồi chi chủ, sẽ không bao giờ lại cùng ngươi. Lời nói này cởi trần tiếng lòng, vạn chúng nhìn chừng chừng nói ra, toàn trường chân lý sẽ bọn thị vệ, đều choáng váng. Sơn Thần càng là như bị sét đánh, vô cùng kinh ngạc sững sờ tại chỗ, đôi mắt lửa giận kinh thiên bùng cháy, phẫn nộ tới cực điểm, nói, Hải Nguyệt, ngươi muốn phản bội ta, ngươi dám phản bội ta. Ngươi là ta Triều Thiên Sơn Thần thê tử, người nào cũng không thể đem ngươi cướp đi. Dưới cơn thịnh nộ, Sơn Thần sợi tóc sôi sục, tâm ma bùng nổ, toàn thân ma khí cuồn cuộn, điên hận muốn điên. Tinh Thiên Đại La Trưởng. Hắn một trưởng oanh ra, như ngân hà sụp đổ, thiên đế khí sục sôi, lại có thiên đường thánh quang lấp lánh, hỗn hợp có toàn thân ma khí, thánh ma một thể xen lẫn, cuồn cuộn như nước thủy triều, thao thiên một trưởng bạo sát hướng Diệp Thần cùng Tiêu Mộng Ly. Tiêu Mộng Ly lấy làm kinh hãi, e sợ cho Diệp Thần thụ thương, phi thân mà ra, nhu nhược thân thể nở rộ ánh trăng, thân hậu Hải Nguyệt Thần mang sáng chói tới cực điểm, liền chuẩn bị cùng Sơn Thần liều mạng đối kháng. Nhưng lúc này, đã thấy một đạo huyết nguyệt kiếm mang, nhuệ khí trùng thiên, từ đằng xa biểu chạm tới, chỉ nhất kiếm, liền đem Sơn Thần Tinh Thiên Đại La Trưởng phá mất. A a a! Sơn Thần kêu thảm, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo dữ tợn vết máu, máu tươi chảy ròng. Hắn ngẩng đầu, liền thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, từ trên trời giáng xuống, tóc đen tung bay, khí tức lạnh lùng bên trong lại lộ ra một vệt siêu nhiên tuyệt thế lăng lệ, chính là Nhậm Phi Phàm. Nhậm Phi Phàm, người dám đả thương ta. Sơn Thần chấn nộ, vô cùng phẫn hận nhìn chằm chằm Nhậm Phi Phàm. Nhậm Phi Phàm vẻ mặt mang theo một vệt ngưng trọng, rút kiếm lơ lửng giữa không trung, hướng Diệp Thần nói. Diệp Thần, người về trước đi. Nơi này ta tới xử lý. Diệp Thần kêu lên, Nhậm tiền bối. Sơn Thần bực tức nói, Nhậm Phi Phàm, người đến rất đúng lúc, ta muốn đem các ngươi toàn làm thịt rồi. Dãy núi duy ta, chí tôn vô thượng. Sơn Thần ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, một màn kinh người xuất hiện, tinh không thần sơn oanh long long chấn động, Sơn Thần giới bên trong, ngàn ngàn vạn vạn sơn nhạc, cũng cùng hắn cộng minh. Oanh long long, giữa đất trời, từng sợi mậu thổ tinh khí, núi chi tinh hoa, đại địa chi nguyên chất, điên cuồng theo bốn phương tám hướng cuồn cuộn tới, cuối cùng toàn bộ hội tụ tại Sơn Thần trên thân. Răng rắc, Sơn Thần thân thể, xuất hiện biến hóa kinh người, từng sợi mậu thổ tinh khí ngưng tụ, hóa thành từng khối trầm trọng nham thạch, thiên thiên trăm một trăm khối trọng nham, xây dựng thành một bộ bàng đại khủng bố nham thạch áo giáp, Sơn Thần bộ dáng đã không thấy được. Hoàn toàn bị bộ dạng này khổng lồ đến dọa người nham thạch áo giáp bao trùm, toàn thể có chừng ngàn trượng cao. Cùng Sơn Thần so sánh, Nhậm Phi Phàm thân thể, lập tức liền lộ ra nhỏ bé. Nhậm Phi Phàm, ta muốn ngươi chết. Sơn Thần phẫn nộ, một quyền đánh tung mà ra, tại trọng nham bao trùm dưới, hắn nắm đấm lực lượng kinh thiên, dị thường dọa người, có thể một quyền đánh nổ thiên đế, không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Nhậm Phi Phàm thần sắc nghiêm nghị. Ngự kiếm giết ra, thân kiếm phân quang hóa ảnh, hóa ra trăm ngàn đạo kiếm khí, vù vù rung động, chém về phía Sơn Thần, nhưng đều bị Sơn Thần trọng nham áo giáp ngăn trở, phát ra một hồi tập trung đinh đinh tiếng. Sơn Thần nắm đấm, theo Nhậm Phi Phàm bên cạnh người nổ tung mà qua, mang theo một cỗ to lớn trầm trọng tiếng nổ. Nhậm tiền bối cẩn thận. Diệp Thần e sợ cho Nhậm Phi Phàm xảy ra chuyện, vội vàng tế ra thanh long mảnh vỡ, một cỗ thanh quang nở rộ. Thanh long mảnh vỡ hóa thành một bộ chiến giáp, bao trùm tại Nhậm Phi Phàm trên thân. Nhậm Phi Phàm trầm giọng nói, không cần phải để ý đến ta, Diệp Thần, ngươi về trước đi. Hắn ngự kiếm bay tập mà ra, cùng Sơn Thần đánh nhau. Vô luận là Nhậm Phi Phàm, vẫn là Sơn Thần, đều là đỉnh cấp cao thủ, hai người đánh nhau, khí tức gợn sóng kinh thiên động địa, pháp tắc uy thế như sóng chiều cuồn cuộn. Cũng may mà tinh không thần Sơn đầy đủ khổng lồ. Trăm vạn trượng không đủ để hình dung hắn cao, trật tự căn cơ lại 10 điểm kiên cố, bằng không, đổi lại bình thường địa phương, sớm đã bị hai người di bình. Nhưng dù là như thế, hai người chiến đấu kịch liệt,
vẫn là kinh động đến tinh không thần sơn bên trong thế lực khắp nơi. Lúc này khoảng cách tinh không tranh bá thi đấu vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu, còn có một ngày thời gian, các phương trận doanh thế lực, đều tại vì tranh tài chuẩn bị, tại cảm nhận được sơn thần cùng Nhậm Phi Phàm chiến đấu kịch liệt về sau, thế lực khắp nơi đều bị chấn kinh, dồn dập ra tới xem xét. Thiên Khư Thần Điện trận doanh, Tử Thần Giáo Đoàn trận doanh, Ngoại Thần Liên Minh trận doanh, Cổ Tinh Môn trận doanh các loại, Hồng Quân Lão Tổ, Chu Mục Thần, Cốt Thiên Đế, Chu Võ Hoàng, Ma Phi Thiên, Thiên Nữ đám người, còn có Luân Hồi trận doanh bên trong, Phật Tổ, Tôn Di, Diệp Tà Thần, Kỷ Tư Thanh các loại, cũng dồn dập chạy tới chiến đấu hiện trường. Làm thấy Nhậm Phi Phàm cùng Sơn Thần Kinh Thiên chiến đấu, mọi người một hồi rung động, sau đó mọi người tầm mắt lại rơi vào Diệp Thần trên thân. À, đó không phải là Triều Thiên Sơn Thần Thê Tử, Hải Nguyệt Thần Nữ sao? Diệp Thần cái tên này, lúc nào đoạt Sơn Thần Lão Bà? À, Hải Nguyệt Thần Nữ Nguyên Âm, đều bị hắn cướp đi. Tiểu tử này điên rồi, dám đoạt Sơn Thần Lão Bà. Mọi người hoảng hốt, Sơn Thần giới bên trong, có không ít địa phương, đều có Hải Nguyệt Thần Nữ pho tượng, cho nên bọn hắn thấy Tiêu Mộng Ly trong nháy mắt, liền nhận ra đó là Hải Nguyệt Thần Nữ. Hải Nguyệt Thần Nữ là Sơn Thần Thê Tử, kiếp trước từng vì Sơn Thần tự tử, truyền vì giai thoại. Nhưng lúc này, mọi người nhìn thấy Tiêu Mộng Ly cùng Diệp Thần một bộ tình thâm ý cắt bộ dáng, đều chấn kinh. Tiểu tử này đúng là điên, Sơn Thần có thể là quan chủ khảo A, tranh tài cũng còn không có kết thúc, hắn liền dám cướp đi Sơn Thần Lão Bà. Vô số chỉ trích thanh âm, dồn dập truyền đến Diệp Thần cùng Tiêu Mộng Ly trong lỗ tai. Tiêu Mộng Ly gương mặt đỏ lên, 10 điểm quẫn bách. Diệp Thần nói khẽ, không có chuyện gì, không cần phải để ý đến ngoại giới nghị luận, chỉ cần chúng ta không thẹn với lương tâm liền tốt. Nghe được Diệp Thần an ủi, Tiêu Mộng Ly thần tâm hơi định, gật đầu nói, ừm, ta không thẹn với lương tâm. Oanh long long. Lúc này, Nhậm Phi Phàm cùng Sơn Thần tương chiến, đánh cho càng ngày càng kịch liệt. Tại Nhậm Phi Phàm kiếm khí không ngừng chém giết dưới, Sơn Thần cái kia nhìn như không thể phá vỡ trọng nham áo giáp, cũng là xuất hiện từng đầu vết rách. Ta tự sáng tạo sát sinh nói, hôm nay liền bắt ngươi thử kiếm. Nhậm Phi Phàm hét vang một tiếng, kiếm trong tay thế đột nhiên biến hóa, bộc phát ra một cỗ dị thường lăng lệ sát khí, tựa như muốn tiêu diệt hết thảy sinh linh, chảm cắt hết thảy tội nghiệt. Nhưng cỗ này sát khí, lại cũng không phải là một vị hung tàn bá đạo, lại vừa có một cỗ buồn phiền mẫn, lớn bảo vệ lực lượng. Sát sinh vì hộ sinh, phá. Nhậm Phi Phàm dựng thẳng kiếm làm ngực, sau đó nhất kiếm bạo chảm mà ra, lăng lệ giết đạo kiếm khí cuồn cuộn như hồng triều, phô thiên cái địa chém tới Sơn Thần. Đây là hắn tự sáng tạo sát sinh nói, sát sinh không phải tuyệt tình, sát sinh vì hộ sinh. Hắn xuất kiếm, nhìn như vì sát sinh, trên thực tế là vì hộ sinh, kiếm đạo sau lưng có mạnh mẽ thủ hộ trật tự, mạnh mẽ thương xót. Hắn nghĩ thủ hộ Diệp Thần. Diệp Thần thấy Nhậm Phi Phàm một kiếm này, rất đỗi chấn động, lại là cảm kích. Nhậm Phi Phàm xuất kiếm sát sinh, cuối cùng là vì thủ hộ hắn. Sát sinh vì hộ sinh, Nhậm Phi Phàm muốn giết Sơn Thần, cũng không là ra tại cừu hận của mình hoặc là cái gì, hắn chỉ là vì thủ hộ Diệp Thần. Này sát sinh kiếm đạo, quá bá đạo, quá cường hãn. Thế gian mạnh nhất sát đạo, không là đơn thuần sát lục chỉ là vì thủ hộ. Trong lòng có phải bảo vệ đồ vật, sát lục lực lượng mới đủ mãnh liệt, trầm ổn, mà lại đường đường chính chính, không dính vào mảy may tà khí cùng tội nghiệt. Sát sinh vì hộ sinh. Toàn trường người mắt thấy Nhậm Phi Phàm sát sinh kiếm đạo, đều rung động, phảng phất đạt được tẩy lễ, lại phảng phất một mực thâm căn cố đế quan niệm, nhận lấy nhất to lớn mãnh liệt nhất trùng kích. À, đây là Nhậm Phi Phàm kiếm. Đây là cái gì kiếm đạo, sát lục lại không hiện ra bạo ngược. Giết người còn như thế đường đường chính chính. Nếu như bị hắn tấn thăng siêu phẩm thiên đế, thì còn đến đâu? Hồng Quân Lão Tổ nhìn thấy Nhậm Phi Phàm một kiếm này, cũng là bị rung động thật sâu, thấy Nhậm Phi Phàm mạnh mẽ. Làm Nhậm Phi Phàm thi triển ra sát sinh kiếm đạo trong nháy mắt, Hồng Quân Lão Tổ liền biết, Nhậm Phi Phàm tuyệt đối có tư cách được xưng tụng là cửu phẩm thiên đế bên trong đệ nhất nhân. Nếu là Nhậm Phi Phàm mang trương theo khủng bố như thế kiếm đạo, tấn thăng đến siêu phẩm thiên đế, hắn đều muốn vì đó run rẩy cùng kinh khủng. Cốt Thiên Đế, Chu Mục Thần, Hùng Phách Thiên, Thiên Khải Chí Tôn đám người, cũng là bị Nhậm Phi Phàm khí thế chấn nhiếp, sát sinh vì hộ sinh, bực nào uy nghiêm bá khí,
quả thực là ngưỡng mộ núi cao, cảnh hành cử chỉ, bọn hắn có chút không dám nhìn thẳng Nhậm Phi Phàm phong mang. Chỉ thấy Nhậm Phi Phàm một chiêu này sát sinh kiếm đạo bộc phát ra về phía sau, muôn vàn kiếm khí như sao băng phi vũ, đánh giết hướng sơn thần trên người trọng nham áo giáp, như bùn khét bị chém nát vụn, từng đạo kiếm khí hung ác chém đến sơn thần trên người. A a a, sơn thần phát ra tiếng kêu thảm, máu tươi phun tung tóe, hoàn toàn ngăn không được Nhậm Phi Phàm kiếm thế, lập tức bản thân bị trọng thương, từ trên không trung rơi xuống. Nhậm Phi Phàm ánh mắt sắc bén, rút kiếm phi thân giết đến tận, chuẩn bị cho sơn thần một kích chí mạng. Nhậm huynh, làm sao đến mức này? Đúng lúc này, một đạo già nua tiếng quát vang lên, chỉ thấy trong hư không thánh quang lấp lánh, đong đưa người mắt mở không ra, nguyên thiên đế thân ảnh theo thánh quang bên trong nổi lên, hắn một trường vỗ nhẹ, đẩy ra Nhậm Phi Phàm nhất kiếm, một cái tay khác bắt lấy sơn thần thân thể, sử dụng ra thiên đường thánh quang trị liệu pháp, trị liệu sơn thần trầm trọng thương thế. Nguyên thiên đế. Nhậm Phi Phàm lui lại mấy bước, nhìn chăm chú hàng lâm xuống nguyên thiên đế. Nguyên thiên đế thở dài một tiếng, nói, Nhậm huynh, hà tất như thế tức giận, lại muốn tại ta chân lý sẽ trên địa bàn giết người sao? Nhậm Phi Phàm tầm mắt rét lạnh, nhìn chằm chằm sơn thần, nói ta không giết hắn, hắn liền người muốn giết ta. Sơn thần lớn tiếng kêu lên, luân hồi chi chủ cướp đi thê tử của ta, đoạt vợ mối hận, vô cùng nhục nhã, không đội trời chung. Chẳng lẽ ta không thể giết hắn sao? Tiêu Mộng Ly cũng lớn tiếng nói, ta không phải thê tử của ngươi, ta là luân hồi chi chủ người. Nàng câu nói này hạ xuống, toàn trường xôi trào oanh động, một mảnh xôn xao. Sơn thần xấu hổ giận dữ không chịu nổi, hận không thể đem Diệp thần chém thành muôn mảnh, nói, nguyên thiên đế đại nhân, luân hồi chi chủ mê hoặc thê tử của ta, ngươi phải làm chủ cho ta. Nguyên thiên đế sầm mặt lại, trong lúc nhất thời, cũng thấy khó giải quyết cực điểm. Sơn thần cũng không có chân chính yêu thương qua Hải Nguyệt thần nữ, chỉ bất quá đưa nàng làm tế phẩm, điểm này, hắn đương nhiên là biết đến. Diệp thần có thể mang đi Tiêu Mộng Ly, xem như đem Tiêu Mộng Ly cứu vớt ra khổ hải. Nhưng bất kể như thế nào, Tiêu Mộng Ly chung quy là sơn thần trên danh nghĩa thê tử, năm đó này phần nhân duyên, cũng là nguyên thiên đế ủy thác thần tình yêu ra tay, nhọc lòng mới thành công thông ra, đối chân lý sẽ đến nói, sơn thần lao khổ công cao, năm đó từng là chống lại hắc ám hồn tộc trụ cột. Mặc dù, tuế nguyệt trải qua nhiều năm, cho tới hôm nay, sơn thần địa vị cùng tác dụng, cùng đỉnh phong thời điểm so sánh, cái kia là kém xa tít tắp, coi như đem sơn thần vứt bỏ, chân lý sẽ cũng không có quá nghiêm trọng tổn thất. Nhưng, nguyên thiên đế không phải người vong ân phụ nghĩa, sơn thần vì chân lý xảy ra qua lực lượng lớn nhất, hắn không thể cô phụ sơn thần, bằng không nhất định dẫn đến tâm ma. Suy nghĩ trầm ngâm thật lâu, nguyên thiên đế nói, hướng thiên tôn giả, ta sẽ xử lý việc này. Ngày mai sẽ là tinh không tranh bá thi đấu vòng thứ 2 tỷ thí, chúng ta vẫn là trước cử hành tranh tài. Đến mức ngươi cùng luân hồi chi chủ tranh chấp, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc sẽ giải quyết cũng không muộn. Trong lúc này, Hải Nguyệt thần nữ, còn xin ngươi đến ta chỗ ở, thiên đường thần điện bên trong ở tạm. Sơn thần giận dữ kêu lên, không, ta muốn lập tức giết chết luân hồi chi chủ, đoạt vợ mối hận, nếu không đưa hắn chém thành muôn mảnh, khó tiết mối hận trong lòng ta. Nguyên thiên đế nói, hướng thiên tôn giả, an tâm chớ vội, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nói trong tay bắn ra óng ánh thánh quang, quán chú đến triều thiên sơn thần thể bên trong. Sơn thần còn muốn chống lại, lại cỗ này thánh quang rót vào, lại làm cho thân thể của hắn mềm nhũn, rốt cuộc không phát ra được mảy may thanh âm cùng động tác. Nguyên thiên đế thở dài một hơi, phảng phất lập tức già đi rất nhiều, lại nói, người tới. Đem Hải Nguyệt thần nữ mang đến thiên đường thần điện. Xoạt xoạt. Hai đạo rộng rãi thân ảnh, theo Diệp thần bên người nổi lên, kém chút nhường Diệp thần nghẹt thở. Hai đạo thân ảnh kia, là chân lý sẽ đại trưởng lão Thiên Ung Hoàng, cùng nhị trưởng lão địa phủ Tà Quân, tại thiên địa vô cực trong tứ đại trưởng lão, hai người này thực lực mạnh nhất. Nguyên thiên đế nhường hai đại trưởng lão ra tay, rõ ràng đối với chuyện này coi trọng. Hai đại trưởng lão đi vào Diệp thần bên người. Muốn dẫn đi Tiêu Mộng Ly. Luân hồi chi chủ, ta không muốn rời đi ngươi. Tiêu Mộng Ly rất là lúng túng, nắm lấy Diệp thần tay. Diệp thần lấy lại bình tĩnh, sờ lên nàng đầu, đạo, không có chuyện gì, ngươi tới trước nguyên thiên đế tiền bối trong điện phủ, ở tạm mấy ngày,
chờ tinh không tranh bá thi đấu kết thúc, ta lại đi tiếp ngươi. Hiện tại Nguyên Thiên Đế ra mặt, Diệp Thần tự nhiên cũng phải cấp hắn mặt mũi, hắn cũng tin tưởng Nguyên Thiên Đế sẽ công chính xử lý, sẽ không hại Tiêu Mộng Ly. Tiêu Mộng Ly rơi lệ, lại cũng không thể tránh được, liền bị Thiên Ung Hoàng cùng địa phủ tà quân mang đi. Tinh Hải Long Đế nói, các ngươi muốn giam giữ nữ nhi của ta, nắm ta cũng đóng. Đi theo. Nguyên Thiên Đế thấy thế, cũng không ngăn cản, Thiên Ung Hoàng cùng địa phủ tà quân, liền ngay cả lấy Tinh Hải Long Đế cùng một chỗ mang đi. Một trường phong ba tạm thời lắng lại, mọi người xì xào bàn tán, không nghĩ tới trận này tinh không tranh bá thi đấu, thế mà sinh ra như thế tranh chấp, Diệp Thần thế mà đem quan chủ khảo Sơn Thần lão bà cho đoạt. Còn có Sơn Thần đã từng vật cưỡi cửu sắc lôi trạch, tựa hồ cũng quy thuận Diệp Thần. Nguyên Thiên Đế vẻ mặt rất khó coi, nói, chư vị thối lui đi, ngày mai sẽ là vòng thứ hai so tài. Mọi người dồn dập ứng tiếng, biến nghị luận quay người rời đi. Diệp Thần hướng về Nguyên Thiên Đế cung kính khom người, nói, Nguyên Thiên Đế tiền bối, việc này tội không tại ta, tội tại Sơn Thần, người hẳn là cũng biết rõ chân tướng, ta cáo từ trước. Nói xong, Diệp Thần liền cùng Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ đám người từ đừng rời bỏ, trở về luân hồi trận doanh trong đại bản doanh. Tôn Di hừ một tiếng, nói, Diệp Thần, ngươi lại đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nữ nhân của ngươi còn chưa đủ cỡ nào. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, không phải như thế. Tôn Di rồi lại hì hì cười một tiếng, nói, bất quá, ngươi đoạt Sơn Thần lão bà, giành được tốt. Lão già kia nghĩ nhằm vào chúng ta, liền nên cho hắn một điểm màu sắc nhìn một chút. Diệp Thần lắc đầu, không nói gì. Nhậm Phi Phàm nói, náo ra này việc sự tình, Sơn Thần hẳn là sẽ không lại đảm nhiệm quan chủ khảo, liền là không biết Nguyên Thiên Đế sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Diệp Thần con ngươi híp lại, nói, ta tin tưởng Nguyên Thiên Đế tiền bối, hắn sẽ không làm việc thiên tư. Nhậm Phi Phàm vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, nói, chuẩn bị cẩn thận ngày mai tranh tài đi. Phật Tổ nói, Sơn Thần đối Nguyên Thiên Đế cực kỳ trọng yếu, hắn có thể sẽ vì Sơn Thần, gây bất lợi cho chúng ta. Nhậm Phi Phàm cau mày nói, dự đoán Nguyên Thiên Đế cũng sẽ không như thế. Phật Tổ nói ấy, mọi thứ vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, ta có một người bạn, nàng là Viễn Cổ Cự Phách, Thiên Tử Tĩnh Trai trưởng giáo, người xưng già ly sư quá, nàng từng tại mạt pháp thời đại bên trong, tay sắn họa trời, giúp đỡ thiên đạo, sau này kiệt lực ngủ say, gần nhất tô tỉnh, ta có khả năng triệu hoán nàng tới. Như thế, nếu là Nguyên Thiên Đế không giảng đạo lý, vậy chúng ta cũng có ứng phó khả năng. Nghe Phật Tổ, Nhậm Phi Phàm ngưng thần suy nghĩ, cân nhắc một lát, lắc lắc đầu nói, không cần, Phật Tổ, không cần làm ra kích thích chân lý sẽ sự tình, phải tin tưởng Nguyên Thiên Đế nhân phẩm. Phật Tổ thở dài một tiếng, nói tốt, Nhậm huynh, ta nghe ngươi chính là. Sáng sớm hôm sau, tinh không tranh bá thi đấu vòng thứ hai tranh tài tháng ngày, chính thức đến. Keng, keng, keng. Theo một hồi tiếng chuông du dương, tại tinh không thần sơn bên trong vang lên, các phương trận doanh mọi người, cũng là dồn dập chạy tới tinh không thần sơn sơn môn trong sân rộng. Diệp Thần cùng Tôn Di sóng vai đi cùng một chỗ, đi vào tranh tài hiện trường. Diệp Thần liền thấy, lúc này tinh không thần sơn sơn môn quảng trường, đã cải tạo đến vô cùng hùng vĩ, chỉ thấy trên quảng trường, một đường nhìn lên, thế mà tu trúc một đầu thang trời, một mực kéo dài đến trên trời cao. Thang trời là bạch ngọc điêu tạo, có chừng 5.000 cấp bậc thang, mây khói lượn lờ, đại khí bàng bạc. Tại đây 5.000 cấp bậc thang bên trong, dựa theo tranh tài quy củ, nên thiết trí 5 cái giám khảo, các trưởng quản 1.000 cấp bậc thang, người dự thi thang đăng thiên, không ngừng leo bậc thang, trước hết nhất trèo lên đỉnh người, chính là vòng thứ 2 tranh tài quán quân, có thể đạt được tinh không đạo thư ban thưởng. Lúc này đã có 4 cái giám khảo, đứng tại thang trời đối ứng vị trí bên trên, đang là chân lý sẽ thiên địa vô cực tứ đại trưởng lão, cuối cùng trọng yếu nhất 1.000 cấp bậc thang, giám khảo vị trí vẫn còn trống không, vốn nên là Sơn Thần chấp trưởng. Lúc này Sơn Thần, lại là một mặt uể oải cùng âm trầm, còn mang theo một vệt cừu hận, ngồi tại chân lý sẽ trận doanh trên đài cao. Trên đài cao kia, có chân lý sẽ rất nhiều hộ pháp, Nguyên Thiên Đế liền ngồi ngay ngắn ở Sơn Thần bên người. Diệp Thần nhìn về phía cái kia đài cao, lại thấy thẩm phán chi chủ Thiên Pháp Lộ Nguyệt, cũng ở phía trên, không khỏi có chút kỳ lạ. Các phương trận doanh người, nhìn thấy thẩm phán chi chủ Thiên Pháp Lộ Nguyệt, cũng là nghị luận ầm ĩ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt đôi mắt híp lại,
khi nhìn đến hết thảy trận doanh cao tầng cùng người dự thi đều đến đông đủ về sau, liền lớn tiếng nói, chư vị buổi sáng tốt lành, Triều Thiên Sơn thần thân thể ôm bệnh, tiếp xuống hai vòng đấu, liền từ ta đảm nhiệm quan chủ khảo. Nghe được Thiên Pháp Lộ Nguyệt, mọi người rối loạn tưng bừng. Lâm Trận thay đổi quan chủ khảo, này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì, nhưng mọi người cũng biết, Sơn Thần gặp thật lớn như thế đả kích, liền lão bà đều bị Diệp Thần cướp đi, như vậy trạng thái tinh thần, tự nhiên cũng không thích hợp lại đảm nhiệm quan chủ khảo. Thẩm phán chi chủ Thiên Pháp Lộ Nguyệt, đảm nhiệm quan chủ khảo, theo góc độ nào đó tới nói, thậm chí so với Sơn Thần thích hợp hơn. Bởi vì người người đều biết, gia Thiên Pháp Lộ Nguyệt là có tiếng khắc nghiệt. Nàng mặc dù quy thuận đạo tông trận doanh, nhưng cũng không thuận theo bất luận cái gì người, trong mắt của nàng, chỉ có pháp lệnh, quy củ, pháp tắc, không sợ cường quyền, không sợ bất luận cái gì mạnh mẽ tồn tại. Năm đó có người phạm vào sai lầm, mặc kệ đối phương là ai, cường đại đến mức nào Thiên Pháp Lộ Nguyệt đều sẽ phát động thẩm phán. Năm đó, nàng thậm chí mong muốn thẩm phán Nguyên Thiên Đế. Nàng thậm chí còn nói qua, nếu như đạo tông đại chủ tể có lỗi, nàng thậm chí hội thẩm phán đại chủ tể. Thiên Pháp Lộ Nguyệt làm quan chủ khảo, tự nhiên không ai có ý kiến, người người đều tin tưởng, nàng có thể tuân theo công chính. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, phía dưới, ta lại đến nói một chút vòng thứ hai tranh tài quy tắc. Chỉ cái kia to lớn thang trời, các vị những người dự thi, thấy đầu này thang trời sao? Đầu này thang trời, cùng sở hữu 5.000 cấp bậc thang, các ngươi phải làm, liền là dùng tốc độ nhanh nhất trèo lên đỉnh. Trước hết nhất trèo lên đỉnh người, ngồi vào tinh không thần chỗ ngồi người, liền là quán quân rồi, có thể cầm tới tinh không đạo thư ban thưởng. Này một vòng đấu, sẽ quyết ra bát cường, nói cách khác, chỉ có trước hết nhất trèo lên đỉnh 8 người, mới có thể tiến nhập vòng thứ 3 trận chung kết. Dĩ nhiên, tại đằng sau trèo lên đỉnh người, cũng sẽ căn cứ bài danh, đạt được một chút ban thưởng. Vòng thứ 2 tranh tài người dự thi, có hơn 200 người, lúc này đều tụ tập tại thang trời phía dưới. Chờ đợi tranh tài bắt đầu, nghe được Thiên Pháp Lộ Nguyệt, mọi người đều gật gật đầu. Diệp Thần ngưỡng vọng thang trời, liền có thể thấy thang trời đỉnh điểm bên trên, có một tấm tinh không màu sắc bảo tọa, nghĩ đến cái kia chính là Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói tới tinh không thần tọa. Chỉ cần trước hết nhất trèo lên đỉnh, ngồi vào tinh không trên thần tọa, liền có thể bắt lại này một vòng đấu quán quân. Này vòng đấu phần thưởng, thế mà liền là một tờ tinh không đạo thư, ban thưởng hạng gì phong phú. Coi như đối đỉnh cấp thiên đế tới nói, tinh không đạo thư cũng là đỉnh cấp tạo hóa cơ duyên. Diệp Thần không nghĩ tới, chân lý biết cái này một bên, sẽ đem tinh không đạo thư lấy ra làm phần thưởng. Chỉ nghe Thiên Pháp Lộ Nguyệt còn nói thêm, mặt khác, ta muốn nói cho các ngươi, này vòng đấu cao nhất phần thưởng tinh không đạo thư, kỳ thật đã che kín vết rách, tinh không là phá toái, mà lại tại chủ thế giới không có bất kỳ cái gì có thể sửa chữa. Dĩ nhiên, dù vậy, đối với các ngươi tới nói, phá toái tinh không đạo thư, cũng là hiếm có cơ duyên, chúc các ngươi may mắn. Nghe được Thiên Pháp Lộ Nguyệt lời này, Diệp Thần sửng sốt một chút, nghĩ thầm, quả nhiên không có tiện nghi như vậy, nguyên lai cái kia tinh không đạo thư là phá toái. Năm đó, tại Sơn Thần Giới, vô số đỉnh cấp cường giả, Nguyên Thiên Đế, Hồn Thiên Đế, Thiên Đấu Sát Thần, Đấu Chiến Thần các loại, vì tranh đoạt hoàn chỉnh tinh không đạo thư, ra tay đánh nhau. Đến cuối cùng, tinh không đạo thư không có tán thành bất luận cái gì người, hóa thành lưu quang thăng vào bỉ ngạn thế giới, chỉ ở chủ thế giới lưu lại 5 mảnh tàn trang, Sơn Thần Giới có một tờ. Chính là vì cái kia một mảnh tàn trang, những cao thủ kia lại tiếp tục tranh sát, mãi đến tờ kia tinh không đạo thư đều bị đánh nát, mất đi giá trị. Đằng trước vòng thứ nhất thi đấu, Diệp Thần chờ rất nhiều người dự thi, đem 1.000 khối tinh không đạo thư mảnh vỡ, toàn bộ thu thập hoàn toàn, một lần nữa dung hợp thành trang sách. Nhưng hiện tại xem ra, này trang sách trung quy là tổn hại quá lớn, đối đỉnh cấp cường giả tới nói, đã mất đi lực hấp dẫn. Cho nên, chân lý sẽ mới có thể đem lấy ra, xem như là phần thưởng. Nhưng bất kể như thế nào, phá toái tinh không, cũng là tinh không, người khác chữa trị không được, không có nghĩa là Diệp Thần không thể chữa trị. Một trang này tinh không đạo thư, Diệp Thần tự nhiên là vô cùng hứng thú, chỉ muốn trực tiếp bắt lại. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói tốt. Ta tuyên bố, vòng thứ hai tranh tài, chính thức bắt đầu. Thang trời 5.000 cấp bậc thang, mỗi 1.000 cấp vì một cửa, cùng sở hữu 5 quan, mỗi một quan đều có một vị trấn thủ người, các ngươi cần thông qua trấn thủ người đạo tâm khảo nghiệm, mới có cơ hội trèo lên đỉnh. Trong quá trình trận đấu,
cấm chỉ tư đấu, các ngươi muốn đánh nhau phải không, có thể chờ trận chung kết lại đánh, này một vòng đấu, muốn khảo nghiệm, là đạo tâm của các ngươi. Làm trái phản quy củ, ta thứ nhất đem hắn đá xuống đi. Còn có, thang đăng thiên cần muốn các ngươi cước đạp thực địa, dùng chân bước đi trèo lên đỉnh, cấm chỉ ngự kiếm phi hành, phá toái hư không chờ thủ đoạn. Ha ha, ta tại cửa ải cuối cùng chờ các ngươi, lũ tiểu gia hỏa, gặp lại. Dứt lời, thiên pháp lộ nguyệt thân thể lóe lên, người đã trải qua thoáng hiện tại thang trời chỗ cực kỳ cao, ngay tại cửa thứ 5 vị trí bên trên. Keng! Tranh tài bắt đầu chiêng đồng âm thanh, chính thức gõ vang. Rất nhiều những người dự thi, tại nghe được thanh âm này về sau, chính là lướt ầm ầm ra, hướng về thang trời phóng đi. Thang trời hùng vĩ, nối thẳng thương khung đỉnh, cuộc tranh tài vòng thứ 2 người có hơn 200 người, hơn 200 người xông lên đầu này thang trời. Người thân ảnh như hùng vĩ thang trời so sánh, tựa như con kiến hôi. Hưu, Diệp Thần đạp vào thang trời về sau, một đường cuồng sông, trong nháy mắt liền sông lên hơn 300 cấp, nhìn lại, liền thấy Tôn Di Lạc hậu hắn 10 cái thân vị, cùng Diệp Thần xung đến phía trước nhất, đều là không không lúc nào không cấp cao nhất thiên tài, Chu Võ Hoàng, Ma Phi Thiên, Thiên Nữ các loại. Tôn Di, Hùng Bá Phong, Lạc Hạc Hiên chờ ở đằng sau đuổi theo, bình thường người dự thi. Vậy liền tại càng đằng sau. Tranh tài chỉ là vừa ngay từ đầu, chênh lệch liền kéo ra đến hết sức rõ ràng. Diệp Thần bên trái là Ma Phi Thiên, bên phải là Chu Võ Hoàng, hai người ánh mắt đều mang xâm nghiêm phong mang sát khí, nếu như không phải tranh tài cấm chỉ tư đấu, bọn hắn đã sớm muốn xuất thủ công kích Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, người đã có hai trang tinh không đạo thư, một trang này đạo thư, người còn muốn đoạt sao? Làm người vẫn là không nên quá tham lam cho thỏa đáng. Ma Phi Thiên cười khẽ một thoáng, nói ra. Diệp Thần cười nói, cơ duyên tạo hóa, càng nhiều càng tốt. Ma Phi Thiên cười ha ha một tiếng, nói, liền sợ ngươi ăn không vô. Dứt lời, hắn chuyển động trên ngón tay của chính mình mang theo một chiếc nhẫn màu máu, chỉ thấy cái kia trên mặt nhẫn, khảm nạm lấy một khỏa đá quý màu đỏ ngòm, từng sợi huyết quang theo trong bảo thạch chảy xuôi mà ra. Quán chú đến Ma Phi Thiên trong cơ thể. Bù! Ma Phi Thiên tốc độ, đột nhiên tăng nhanh, hóa thành một đạo huyết ảnh, cấp tốc hướng phía trước bạo sông. Nguyên lai chiến thần bao tay huyết chi thạch, hắn đã khảm nạm vận dụng, giờ phút này lực lượng phát huy ra, đại khí sắc ra thân, tốc độ cũng đi theo đại đại tăng vọt. Đáng chết, Ma Phi Thiên, huyết chi thạch đưa ta. Chu Võ Hoàng nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ lại không cam lòng, tăng thêm tốc độ xông tới. Diệp Thần hít sâu một hơi, thi triển cửu u quỷ múa đao thân pháp, thân hóa quỷ mị, tốc độ cũng là tăng lên. Nhưng, tại lại sông hơn vài chục cấp bậc thang về sau, Diệp Thần liền thấy không gian chung quanh, pháp tác biến đến mức dị thường dày đặc kiên cố, phía trước hư không phảng phất không còn là hư không, mà là có thực thể, có từng tầng một vô hình tường đồng vách sắt, thang đăng thiên bậc thang trở nên khó khăn rất nhiều. Chu Võ Hoàng, Ma Phi Thiên hai người. Bước chân cũng đi theo trở nên trì trệ xuống tới. Mọi người tầm mắt, dồn dập nhìn về phía bậc thang bên cạnh một chỗ thạch đài, nơi đó đang có lấy một đạo thân ảnh, ngồi xếp bằng, tầm mắt như bó đuốc nhìn chăm chú lấy mọi người. Chính là ải thứ nhất chấn thủ người cùng giám khảo, thiên địa vô cực trong tứ đại trưởng lão tứ trưởng lão, cực vũ đại đế. Cực vũ đại đế, truyền thuyết là thái vũ huyết mạch thứ nhất chấp trưởng giả, sau này đã vượt ra huyết mạch. Tu thành chí cao vô thượng không gian đại đạo, nơi này hư không, đột nhiên trở nên trì trệ ngưng kết, là hắn tại thi pháp. Chu Võ Hoàng nhìn thấy cực vũ đại đế, tầm mắt lập tức chìm xuống, bốn phía không gian tràn ngập vô hình tường đồng vách sắt, khiến cho hắn có chút khó chịu. Ma Phi Thiên nhướng mày, nói, không phải nói chỉ khảo nghiệm đạo tâm sao. Cực vũ đại đế thản nhiên nói, phàm có chỗ tướng, đều là hư ảo, các ngươi cảm nhận được chung quanh. Tồn tại từng tầng một vô hình tường đồng vách sắt, đều là ta tại trong lòng các ngươi bày ra xiềng xích, chỉ cần đạo tâm đầy đủ dũng mãnh, liền có thể xông phá. Kỳ thật này chút tường đồng vách sắt, bản thân là không tồn tại, là tâm lý của các ngươi tác dụng thôi, bằng không dùng ta thần thông, chỉ sợ thoáng bố trí xuống một điểm chân thực thủ đoạn, các ngươi liền không chịu nổi. Ma Phi Thiên nhướng mày, nói tâm lý tác dụng. Phải không? Hắn biểu thị hoài nghi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Cực vũ đại đế chính là chân lý sẽ tứ đại trưởng lão một trong, là đỉnh cấp thiên đế, nếu là hắn thật bố trí xuống chân thực không gian giam cầm thủ đoạn, cái kia ở đây người dự thi, không có người nào có thể đột phá.
Dù sao mọi người thực lực, đại bộ phận là thiên nguyên cảnh, giống Diệp Thần càng là chỉ có thần đạo cảnh, muốn cùng đỉnh cấp thiên đế đối kháng, cái kia là chuyện không thể nào. Chu Võ Hoàng hai mắt nhắm lại vừa mở, cười nói, quả nhiên là đạo tâm xiềng xích, ta hiểu được. Hắn đột nhiên tế ra thiên tội cổ kiếm, một đạo kiếm khí như sóng lớn hướng phía trước bổ tới, suy một tiếng, phảng phất có một tầng vô hình thiết bích, liền bị hắn chém ra, hắn thân thể lập tức phảng phất như dỡ xuống thiên quân gánh nặng, người nhẹ như yến, bước chân hướng phía trước bão táp bạo lướt, rất nhanh liền lao ra trăm bước bậc thang. Ma phi thiên mục ánh sáng chìm xuống, hơi có chút thất thần lẩm bẩm nói, nguyên lai thật sự là tâm lý tác dụng sao? Ta lại không phân rõ không tướng cùng thực tướng, chẳng lẽ thiên đạo pháp tắc đối ta hạn chế, lại đến tình trạng như thế? Vẫn là này cực vũ đại đế không gian pháp tắc tu vi, đã đến nghịch thiên mức độ. Lắc đầu, ma phi thiên thu lại tạp niệm, chấn định đạo tâm, từng thanh đen kịt ngôi sao phi kiếm lưu động mà ra, bao quanh thân thể vù vù rung động, đem chung quanh vô hình không gian thiết bích phá vỡ, bước chân hắn cũng biến thành dễ dàng, tiếp tục hướng thang trời bên trên bỏ đi. Diệp Thần lại cảm giác không gian chung quanh pháp tắc, càng ngày càng chặt chẽ kiên cố, từng tầng một vô hình tường đồng vách sắt, giống như xây dựng thành một cái không gian lồng giam, không ngừng phong tỏa đè ép tới, khiến cho hắn rất nhanh liền lâm vào nghẹt thở, xương cốt cũng phát ra răng rắc tiếng vang, cả người giống như tùy thời đều muốn bị đập vụn. Kịch liệt như vậy không gian áp bách, cũng không giống như là tâm lý tác dụng a. Diệp Thần khẽ cắn môi, tầm mắt nhìn chằm chằm cực vũ đại đế, mơ hồ thấy không thích hợp. Cực vũ đại đế thấy Diệp Thần khuôn mặt đỏ lên, phảng phất đang thừa nhận áp lực thực lớn. Mỉm cười, nói, luân hồi chi chủ, người kế thừa thái vũ huyết mạch, đối không gian cảm giác, so với người bình thường càng nhạy cảm, người thừa nhận không gian áp bách, chắc hẳn cũng so với người bình thường mãnh liệt rất nhiều, nếu như thực sự không chịu nổi lời, có thể lựa chọn từ bỏ. Thái vũ huyết mạch, là không không lúc nào không 10 điểm chứ danh huyết mạch, ẩn chứa đỉnh cấp không gian pháp tắc thiên phú, có được thái vũ huyết mạch người, đối không gian pháp tắc thiên sinh có mạnh mẽ lực khống chế. Truyền thuyết. Cực vũ đại đế liền là giữa đất trời, thứ nhất có được thái vũ huyết mạch người. Thậm chí, hắn sau này không gian pháp tắc tu vi, đã siêu việt thái vũ huyết mạch cực hạn, chứng đạo trở thành đỉnh cấp thiên đế, cũng bỏ thái vũ huyết mạch. Bây giờ này thái vũ huyết mạch, tại Diệp Thần trên thân, lại thêm song xà tròm sao không gian pháp tắc lực lược, Diệp Thần đối không gian pháp tắc tạo nghệ, có thể nói là ngạo thị cùng thế hệ vô địch. Bất quá cùng cực vũ đại đế này loại đỉnh cấp thiên đế so sánh, cái kia khẳng định vẫn là có chênh lệch cực lớn. Hiện tại hắn nhận cực vũ đại đế không gian pháp tắc áp bách, áp lực phi thường lớn. Như vậy áp bách, tuyệt đối không là đơn thuần tâm lý tác dụng, mà là chân thật pháp tắc áp bách. Diệp Thần trong nháy mắt hiểu rõ, cực vũ đại đế tại nhằm vào hắn. Cỗ này nhằm vào, cũng không rõ ràng, người ngoài cũng nhìn không ra đến, cực vũ đại đế làm cũng không phải quá phận. Chẳng qua là tại hư ảo tâm lý áp bách bên trong, hỗn hợp một tia chân thực không gian giam cầm. Như thế một tia không gian pháp tắc giam cầm, mang cho Diệp Thần áp lực, cũng là vô cùng to lớn. Dù sao cũng là đến từ đỉnh cấp thiên đế giam cầm. Uy, Diệp Thần, người trạng thái có chút không đúng. Một bên thiên nữ, nhìn thấy Diệp Thần đỏ bừng cả khuôn mặt, mà lại tựa hồ gánh vác lấy vạn quân đại sơn, thân thể run rẩy. Phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn ngã xuống, nàng lập tức lo lắng. Cực vũ đại đế từ tốn nói, luân hồi chi chủ không gian thiên phú kinh người, hắn chịu không gian uy áp, so với các ngươi kịch liệt một chút, nếu như hắn không chịu nổi, chỉ sợ cũng muốn tại đây một cửa ngã xuống, ha ha. Thiên nữ tú mi nhẹ trao lại, nhìn chằm chằm cực vũ đại đế nói, ngươi không phải đang cố ý nhằm vào hắn a? Thiên nữ cũng biết, tại chân lý trong hội bộ, thiên địa vô cực trong tứ đại trưởng lão, chỉ có địa phủ tà quân là đứng tại luân hồi trận doanh bên này, tam trưởng lão vô trụ tôn giả cùng tứ trưởng lão cực vũ đại đế, đối Diệp Thần ý kiến phi thường lớn, đại trưởng lão thiên ung hoàng thì là trung lập. Bây giờ cực vũ đại đế làm giám khảo, rất có thể sẽ thừa cơ nhằm vào Diệp Thần, bất quá thiên nữ cũng nhìn không ra mánh khóe. Cực vũ đại đế nói, không có chuyện, nhậm thiên nữ, người có thể không nên nói bậy nói bạ. Thiên nữ cau mày. Nhưng tất cũng xác thực nhìn không ra cực vũ đại đế là đang cố ý nhằm vào, nhân tiện nói, Diệp Thần, ngươi cũng không nên cứ như vậy ngã xuống, ta ở phía trước chờ ngươi. Dứt lời, thiên nữ cũng vung lên thần chu thiên kiếm, phá vỡ không gian chung quanh phong tỏa, tiếp tục hướng thang trời chỗ cao bậc thang đi đến.
Diệp Thần khẽ cắn môi, chỉ cảm thấy không gian chung quanh áp bách, càng ngày càng mãnh liệt, hắn sắp ngay cả đứng lập đều đứng không vững. Lúc này, người phía sau cũng đuổi theo tới, mọi người đều là thấy một hồi vô hình không gian giam cầm, nhưng rất nhanh cũng biết là đạo tâm huyễn tượng, chỉ cần kiên định đạo tâm, là có thể đột phá không gian phong tỏa, tiếp tục đi tới. Không ai bị đào thải, mọi người dồn dập tiếp tục hướng phía trước leo, có chút đạo tâm tu vi hơi yếu người, cũng có thể chịu lấy áp lực, nện bước bước chân nặng nề, gian nan tiếp tục tiến lên. Nhưng, Diệp Thần lại như pho tượng, cứng đờ tại chỗ, tại không gian thật lớn áp bách dưới, hắn căn bản là không có cách tiến lên nửa bước. Diệp Thần, người thế nào? Tôn Di rất đỗi lo lắng, đứng tại Diệp Thần bên người, muốn đỡ Diệp Thần, lại phát hiện hắn thân thể trầm trọng đến đáng sợ. Toàn trường hơn 200 người dự thi, đều đã quá quan, ải thứ nhất không tính quá khó khăn, mọi người tiếp tục hướng thang trời chỗ cao leo lấy, chỉ có Diệp Thần cùng Tôn Di lưu tại chỗ. Không ít người quay đầu, thấy lưu tại chỗ Diệp Thần, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Luân hồi chi chủ làm sao yếu như vậy, liền ải thứ nhất đều qua không được sao? Hẳn là đắc tội Sơn Thần, bị Sơn Thần nguyền rủa a. Ha ha, nếu là hắn bị đào thải, vậy liền có trò hay để nhìn. Không ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, hận không thể thấy Diệp Thần bị đào thải. Trên khán đài, luân hồi trận doanh đám người nhìn thấy Diệp Thần chật vật bộ dáng, đều lộ ra lo lắng vẻ mặt, chỉ có Nhậm Phi phàm khí định thần nhàn, phảng phất đối Diệp Thần có lòng tin tuyệt đối. Răng rắc, không gian thật lớn uy áp, đập vụn Diệp Thần không ít cục xương, hắn hai chân thoáng qua, một cái chân quỳ một gối xuống tại trên bậc thang. Diệp Thần khẽ cắn môi, xương bánh chè đầu đều bị đập vụn, hướng Tôn Di đạo, Tôn Di, không cần phải để ý đến ta, người đi trước, ta có biện pháp đột phá. Như vậy không gian áp chế, đối Diệp Thần tới nói, áp lực tự nhiên là vô cùng to lớn, nhưng hắn át chủ bài nhiều thủ đoạn, tại trong chớp mắt, liền nghĩ đến mấy loại phá cục chi pháp. Diệp Thần, Tôn Di nhẹ giọng kêu to, vẫn là tràn ngập lo lắng. Chỉ thấy Diệp Thần trên người không gian giam cầm, đã không phải là vô hình, mà là hiện ra thực thể, có từng đầu không gian pháp tắc đường cong, thẳng tắp tung hoành xen lẫn, tổ chức thành một cái vuông vức lồng giam không gian, đem Diệp Thần phong tỏa ở trong đó. Mà lại, này lồng giam không gian, còn đang không ngừng co vào, đè ép, tựa hồ mong muốn đem Diệp Thần sống sờ sờ đè bẹp, đè chết. Đi! Diệp Thần hai tay chống mở, ngăn cản được lồng giam không gian đè ép. Lần nữa hướng Tôn Di quát. Tôn Di 10 điểm lo lắng, nhưng bất đắc dĩ cũng chỉ đành lựa chọn tin tưởng Diệp Thần, đi đầu đi đến bậc thang chỗ cao, liền chỉ để lại Diệp Thần một người. Thang trời trên bậc thang, mọi người dừng bước ngừng chân, quan sát lấy Diệp Thần. Diệp Thần chịu không gian áp chế, rõ ràng so với bọn hắn mãnh liệt nhiều, đều đã tạo thành thực chất lồng giam không gian. Như vậy kiên cố lồng giam không gian, mọi người cũng muốn nhìn một chút. Diệp Thần làm sao có thể đủ đánh vỡ? Cực Vũ Đại Đế đôi mắt mang theo một tia khinh miệt, yên lặng tăng cường không gian chèn ép cường độ, cái kia lồng giam không gian, liền bắt đầu điên cuồng hướng bên trong co vào, muốn đem Diệp Thần đè ép. Chơi nhằm vào đúng không? Bất quá ngươi còn không áp chế nổi ta. Diệp Thần tầm mắt lướt qua một vệt khinh thường, lườm Cực Vũ Đại Đế liếc mắt, sau đó quát to một tiếng. Thiên làm thịt đúc tinh thuật, phá cho ta. Oanh long long, giữa đất trời, linh khí năng lượng dâng trào, từng sợi hùng hồn linh khí, điên cuồng hướng Diệp Thần hai tay hội tụ mà đi. Trong khoảnh khắc, tại Diệp Thần trong lòng hai bàn tay, liền cắt xuất hiện một cái năng lượng màu trắng viên cầu, như tinh cầu bộc phát ra trầm trọng hung mãnh hào quang. Đó là thiên làm thịt đúc tinh thuật hào quang. Thiên làm thịt đúc tinh thuật, chính là đúc tinh long thần hạch tâm thần thông một trong, Diệp Thần sớm đã nắm giữ, theo tu vi tăng lên. Hắn đã có khả năng tụ khí đúc tinh thần, đem thiên địa linh khí không ngừng áp xúc, rèn đúc thành trong lòng bàn tay tinh. Diệp Thần đôi bàn tay, hai quả trắng xóa năng lượng viên cầu, tựa như mặt trời lóng lánh lộng lẫy nhất phát sáng, nóng rực năng lượng gào thét, phát ra oanh long long tiếng nổ tung, chấn nhân tâm phách. Mọi người mắt thấy cái kia hai quả trắng xóa thiên làm thịt tinh thần, trong đôi mắt đều là lộ ra một vệt nồng đậm kinh hãi chi sắc, năng lượng như thế mãnh liệt tinh thần viên cầu. Nếu là nổ tung lên, chỉ sợ đủ để dễ dàng xé nát thiên nguyên cảnh hậu kỳ tồn tại. Tiểu tử này muốn làm gì, hắn muốn nổ tung lồng giam không gian, liền không sợ nắm chính mình cũng nổ chết sao? Nhanh lên, đừng bị nổ tung tai họa.
Cái tên này đúng là điên. Cảm nhận được càng ngày càng kịch liệt năng lượng gào thét gợn sóng, không ít người phát ra hoảng sợ tiếng hô, dồn dập hướng thang trời chỗ cao đi đến, hoàn toàn không dám cùng Diệp Thần áp sát quá gần, e sợ cho bị vụ nổ tác động đến. Ai nha, tiểu gia hỏa, người đều học xong thiên làm thịt đúc tinh thuật sao? Cẩn thận đừng đem chính mình cho nổ chết a. Luân hồi mộ địa bên trong, tinh đạo long nữ nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng như thế, lập tức kinh hô. Nàng từng cùng đúc tinh long thần đánh nhau nhiều năm, tự nhiên nhận được đúc tinh long thần thần thông, không nghĩ tới Diệp Thần không ngờ vận dụng đến như thế thành thạo, vừa thi triển ra, thiên địa linh khí cuồn cuộn, ngay tại hắn trên song trưởng ngưng tụ thành sáng chói tinh cầu. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, cũng không nói nhảm, trực tiếp đem hai tay khoanh, trong lòng bàn tay hai ngôi sao, liền mãnh liệt đụng va vào nhau. Oanh! Trong lòng bàn tay tinh va chạm trong nháy mắt, kinh khủng nổ tung, chính là trong nháy mắt phát sinh. Chỉ nghe một hồi tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Diệp Thần chỗ thang trời bậc thang, trực tiếp bị hắn nổ cảnh hoang tàn khắp nơi, đá vụn bụi mù cuồn cuộn trùng thiên, tạo thành một cỗ hùng vĩ nổ tung cột khói, đến mức vây nhốt Diệp Thần lồng giam không gian, càng là trong nháy mắt liền bị nổ thành băng liệt. Một bên cực vũ đại đế, hai mắt lập tức trừng lớn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, trầm giọng lẩm bẩm, tiểu tử này đúng là điên, vì đánh vỡ không gian của ta phong tỏa, lại muốn tự bạo sao? Hắn coi như không có bị nổ chết, chắc chắn người cũng bị thương nặng, còn thế nào tiếp tục tranh tài? Ở đây Chu Võ Hoàng, Thiên Nữ, Ma Phi Thiên đám người tâm tư, cũng giống như cực vũ đại đế, khiếp sợ không gì sánh nổi hãi dị. Tôn Di hoảng sợ, e sợ cho Diệp Thần tại bảo tạc bên trong bỏ mình, ánh mắt của nàng, còn có toàn trường người tầm mắt, đều gắt gao nhìn chằm chằm nổ tung mây khói. Chỉ thấy nổ tung bụi mù dần dần tán đi, Diệp Thần thân ảnh nổi lên, đang đạp lên bước chân nặng nề, theo nổ tung trong bụi mù đi ra. Chỉ thấy Diệp Thần toàn thân quần áo, đều bị nổ thành nát vụn, lộ ra tráng kiện khỏe mạnh cơ bắp, phía trên che kín nổ tung vết máu. Xem Diệp Thần bộ dáng, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ, nhưng hắn ánh mắt, lại như cũ kiên định, theo trong bạo tạc đi ra về sau, liền từng bước đạp lên bậc thang, hướng thang trời chỗ cao đi đến. Ao ao ao! Diệp Thần mỗi bước ra một bước, đều có thần thánh hào quang, từ trên người hắn tuôn ra. Đó là thiên đường thánh quang, mang theo rộng rãi chúc phúc cùng trị liệu lực lượng. Diệp Thần dám lấy bạo tinh thủ đoạn, nổ bạo lồng giam không gian, cũng là bởi vì hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể trị liệu chính mình. Thiên đường thánh quang hiệu quả trị liệu, quả thực là kinh người, bởi vì nơi này là chân lý sẽ địa bàn, có đặc thù địa mạch gia trì, cho nên tại đây bên trong thi triển thánh quang thủ pháp trị liệu, sẽ có làm ít công to hiệu quả. Tại từng sợi thánh quang trị liệu chúc phúc dưới, Diệp Thần thương thế, không ngừng khỏi hẳn lấy. Chờ hắn đi trở về đến Tôn Di bên người, thương thế đã tốt 7-8 phần, còn là một bộ long tinh hổ mãnh bộ dáng. Ma Phi Thiên cười nói, luân hồi chi chủ, thủ đoạn quả nhiên cường hãn nha. Xem ra nghĩ tại này một vòng đấu đem ngươi đào thải, đoán chừng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Dứt lời, Ma Phi Thiên tầm mắt, nhìn phía thang trời đỉnh cao nhất tinh không thần tòa, hắn không tiếp tục nói nhảm, tiếp tục đi lên leo mà đi. Chu Võ Hoàng nhìn thấy Diệp Thần cũng không có bị khốn trụ, lập tức cảm thấy thất vọng, thở dài một hơi. Bất quá hắn cũng biết, nghĩ đơn giản như vậy liền đào thải Diệp Thần, không khỏi người si nói mộng. Ngay sau đó, Chu Võ Hoàng cũng cấp tốc đi lên leo, đằng sau còn có tứ quan, bây giờ nói ai có thể trèo lên đỉnh, gắn liền với thời gian còn sớm. Đi thôi. Diệp Thần cười cười, liền cùng Tôn Di tiếp tục trèo thang đăng thiên, hai người rất nhanh liền đi qua 1000 cấp bậc thang, đã tiến vào cửa thứ hai. Này một cửa trấn thủ người, chính là chân lý sẽ tam trưởng lão vô trụ tôn giả. Nếu như nói trước một cửa trấn thủ người cực vũ đại đế, tinh thông không gian pháp tắc, cái kia vô trụ tôn giả, liền đối thời gian pháp tắc, có cực kỳ cường hãn lực khống chế. Trước mặt mọi người nhiều người dự thi, tại vượt qua 1000 cấp bậc thang, tiến vào cửa thứ hai phạm vi về sau, lập tức liền thấy không khí chung quanh, xuất hiện biến hóa. Không khí chung quanh, tựa hồ trở nên sền sệt rất nhiều, giống như bị rót vào một nồi sền sệt cháo nước, người hành tẩu ở trong đó, thật giống như tại nước bùn đầm lầy bên trong bôn ba, mỗi một bước đều dính đầy bùn nhão, bước chân trở nên vô cùng trầm trọng. Thời gian pháp tắc bị cải biến, cẩn thận chút. Diệp Thần thấp giọng hướng về Tôn Di nói ra, có được trụ quang huyết mạch hắn, đối thời gian pháp tắc có bén nhạy cảm ngộ.
Phóng nhãn bốn phía, Diệp Thần liền thấy, chung quanh hết thảy người dự thi, cước bộ của bọn hắn, cũng là trở nên trì trệ xuống tới, mỗi người đều lộ ra gian khổ vẻ mặt. Thời gian trở nên chậm, nơi này có Thương Hải Tang Điền cổ lão thời gian pháp tắc. À, ta đang thay đổi lão. Ta làm sao cũng thay đổi lão rồi. Không ít người hét lên kinh ngạc âm thanh, có người mọc ra tóc trắng, làn da sinh ra nếp nhăn, lại lập tức tích lũy tuế nguyệt tang thương mài mòn, đang nhanh chóng già yếu mà đi. À, Diệp Thần, ta giống như cũng muốn già đi. Tôn Di kinh hãi, tại đi đến 1100 cấp nấc thang thời điểm, nàng không hiểu thấy hoảng hốt, như thác nước tóc xanh bên trên, xuất hiện một luồng tóc trắng. Này một luồng tóc trắng xuất hiện, hoảng cho nàng vội vàng lui lại, tại lui về phía sau mấy cái bậc thang về sau, cái kia tóc trắng mới chậm rãi khôi phục xanh đen. Này một cửa bậc thang, mỗi tiến lên nhất cấp, thừa nhận thời gian uy áp, liền nồng đậm một điểm, sẽ tích lũy tuế nguyệt tang thương mài mòn, cấp tốc già đi. Trấn thủ người vô trụ tôn giả, đang ở 1500 cấp tả hữu trên bậc thang, hắn quan sát mọi người, mỉm cười nói, những thời giờ này tang thương pháp tắc, đều là các ngươi đạo tâm huyễn tượng, chỉ cần đạo tâm đầy đủ kiên cố, là có thể xông phá giả yếu giả tướng, tiếp tục xông đỉnh. Ha ha, nếu như không xông phá, các ngươi rất có thể muốn giả yếu mà chết, chính mình nắm bắt tiêu chuẩn, có thể không nên miễn cưỡng cho thỏa đáng. Diệp Thần nhìn về phía vô trụ tôn giả, chỉ thấy vô trụ tôn giả bộ dáng, vô cùng kỳ lạ, một nửa người là người già bộ dáng, tóc trắng nếp nhăn tang thương, một nửa khác thân thể lại là thiếu niên bộ dáng, làn da trắng nõn có sáng bóng, dị thường tuấn mỹ. Càng kỳ lạ chính là, này già nua một nửa, cùng tuổi trẻ một nửa, còn tại lẫn nhau trao đổi biến ảo, tại khô vinh ở giữa không ngừng luân chuyển, khiến cho người hoa mắt. Truyền thuyết vô trụ tôn giả, từng có được trụ quang huyết mạch, nhưng hắn sau này đối thời gian pháp tắc trưởng khống, lại đã vượt ra trụ quang huyết mạch, đi đến vạn pháp vô trụ, vĩnh hằng bất ma cảnh giới. Vũ trụ, vũ là không gian, trụ là thời gian, trụ chính là thời gian ý tứ, vô trụ tức là siêu thoát thời gian, vĩnh viễn cũng sẽ không chịu tuế nguyệt hư hại ý tứ. Vô trụ tôn giả mạnh mẽ, cường đại đến có thể cho một gốc chồi non, trong nháy mắt trưởng thành là đại thụ che trời, cũng có thể nhường một gốc đại thụ che trời, trong nháy mắt khô héo héo tàn thành bụi đất. Truyền thuyết vô trụ tôn giả giết người, xưa nay không thấy máu, hắn chỉ cần đem người khác thời gian trộm đi, kẻ địch liền sẽ già yếu mà chết. Hiện tại vô trụ tôn giả, trấn thủ này một cửa, thời gian của hắn pháp tắc uy áp bố trí xuống, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ tang thương già yếu đại khủng bố. Tôn Di, người thế nào? Diệp Thần sầm mặt lại, nhìn xem bên cạnh Tôn Di, nàng đã ngừng bước không tiến, nếu như tiến lên trước một bước, liền sẽ gặp phải giả yếu pháp tắc trùng kích, muốn sinh ra tóc trắng. Diệp Thần cũng cảm thấy có một cỗ mạnh mẽ thời gian pháp tắc uy áp, hướng về hắn bao phủ xuống. Tại chân lý sẽ bên trong, vô trụ tôn giả một dạng căm thù Diệp Thần, hắn cũng trong bóng tối nhằm vào Diệp Thần thừa nhận thời gian pháp tắc uy áp, so với những người dự thi khác muốn hung mãnh rất nhiều. Nhưng, Diệp Thần thân thể, vô cùng mạnh mẽ, căn bản không sợ thời gian trùng kích. Hắn đã luân hồi thứ 10 thế, đã sớm chịu qua vô tận thời gian luân hồi, hiện tại thừa nhận không quan trọng thời gian pháp tắc trùng kích, lại đáng là gì. Chỉ bất quá, nhìn xem Tôn Di khó chịu bộ dáng, Diệp Thần cũng là có chút điểm lo lắng. Tôn Di khẽ cắn răng, nói ta không sao, Diệp Thần, liền là cần một quãng thời gian, quen thuộc chung quanh thời gian pháp tắc, người có khả năng đi trước một bước. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, liền thấy Chu Võ Hoàng, Thiên Nữ, Ma Phi Thiên đám người, đều tại chịu lấy thời gian tang thương pháp tắc trùng kích, không ngừng cất bước hướng về phía trước. Bọn hắn bộ pháp vô cùng trầm trọng, rõ ràng muốn đối kháng vô trụ tôn giả thời gian uy áp, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng. Một chút bình thường người dự thi, cưỡng ép hướng phía trước rảo bước tiến lên, lại lâm vào thời gian già yếu vòng xoáy bên trong, tóc bạc mọc thành bụi, nếp nhăn trải rộng. Cuối cùng thân thể suy sụp, biến thành xương khô. Trong khoảnh khắc, chỉ ít có mười mấy người dự thi, tại thời gian pháp tắc tang thương trùng kích vào, biến thành xương khô, hài cốt theo thang trời trên bậc thang lăn xuống đi, hóa thành cho tàn. Thấy cảnh này, rất nhiều người dự thi, chính là lộ ra kinh dị biểu lộ. Tại ải thứ nhất thời điểm, hết thảy người dự thi, còn có thể chịu lấy không gian giam cầm áp lực, không ngừng leo, cuối cùng không ai bị đào thải. Nhưng này một cửa, thời gian pháp tắc uy lực, so với không gian giam cầm khủng bố nhiều,
thời gian giả yếu giết người vô hình. Thính phòng bên trong, không ít người xem thấy cảnh này, đều là rối loạn lên, kinh ngạc này một cửa khủng bố. Vô trụ tôn giả thản nhiên nói, ta nói, không nên miễn cưỡng, thời gian là có thể giết người. Chu Võ Hoàng, Ma Phi Thiên, thiên nữ chờ thiên tài, nhìn thấy cái kia mười mấy bộ suy sụp xương khô, vẻ mặt đều trở nên có chút ngưng trọng xuống tới, không tiếp tục tùy tiện vọt tới trước, mà là dừng lại, cẩn thận cảm thụ chung quanh thời gian pháp tắc quỹ tích. Mà Diệp Thần, lại là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, tầm mắt tràn ngập đấu trí, nắm chặt lại quyền, hướng Tôn Di đạo, Tôn Di, ta đây đi trước một bước, ta muốn tranh thủ trèo lên đỉnh. Ngươi nếu quả như thật chống đỡ không nổi, có thể vứt bỏ thi đấu, tuyệt đối không nên miễn cưỡng chính mình. Nghe Diệp Thần căn dặn, Tôn Di ừ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Lần này Tinh không tranh bá thi đấu, nàng vốn chính là đến bồi bạn Diệp Thần, cũng không có tranh quan ý tứ. Lục đạo luân hồi pháp, mở. Diệp Thần không tiếp tục lưỡng lự, lập tức mở ra lục đạo luân hồi pháp, một cái to lớn luân hồi chi bàn, rung động ầm ầm, sau lưng hắn nổi lên. Cái này luân hồi chi bàn, đen kịt, cổ lão, thâm thúy, phía trên có 6 đạo pháp tắc tại luân chuyển, không ngừng thôn vệ say nghiền lấy chung quanh thời gian pháp tắc. Vô trụ tôn giả bày ra thời gian pháp tắc, cái kia như cháo nước sền sệt tang thương khí, căn bản là không có cách ăn mòn Diệp Thần. Diệp Thần luân hồi chi bàn vừa mở, chung quanh hắn thời gian tang thương khí tức, liền đều bị ma diệt đi. Diệp Thần nhanh chân bước ra, bước chân trầm ổn như núi, từng bước một hướng chỗ cao leo mà đi. Nhìn thấy một màn này, mọi người chấn kinh, theo Diệp Thần sau lưng luân hồi chi bàn, bọn hắn cảm nhận được kinh khủng tang thương khí tức, so với thang trời bên trên thời gian pháp tắc, còn muốn tang thương khủng bố rất nhiều. Đó là Diệp Thần đằng trước cửu thế luân hồi, thời gian không ngừng luân chuyển, tản ra tang thương gợn sóng. Đạo tâm của hắn, đã sớm trải qua cửu thế tang thương, vô trụ tôn giả thời gian pháp tắc, gia tăng ở trên người hắn, một chút tác dụng cũng vô dụng, bởi vì Diệp Thần liền là tang thương bản thân. Mà lại, hắn biết tang thương mà không giàn nua, vĩnh viễn duy trì cứng cỏi bồng bột tâm tính. Tại mọi người còn đang vì chung quanh tang thương thời gian pháp tắc, vô cùng e dè thời điểm, Diệp Thần đã nện bước bước chân trầm ổn, từng bước một hướng phía trước leo mà đi. Vô trụ tôn giả chấn động, lúc này mới phát hiện, chính mình hoàn toàn áp chế không nổi Diệp Thần đã sớm lịch lượt tang thương, không sợ hết thảy thời gian đục khoét, tuế nguyệt đã vô pháp dung chuyển đạo tâm của hắn. Vô trụ tôn giả chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem Diệp Thần từng bước một hướng thang trời phía trên trèo lên đi. Rất nhanh, tại phần lớn người, còn dừng lại tại 1100, 1200 cấp nấc thang thời điểm, Diệp Thần đã vượt qua 2000 cấp bậc thang, đi vào cửa thứ 3 phạm vi. Cửa thứ 3 trấn thủ người, là địa phủ tà quân. Tại chân lý biết cái này một bên, địa phủ tà quân là duy trì Diệp Thần. Diệp Thần tâm nghĩ, này một cửa, cuối cùng sẽ không bị nhằm vào. Hắn dọc theo bậc thang, tiếp tục đi lên đi, không có cảm nhận được có cái gì khảo nghiệm hoặc là gông cùm xiềng xích địa phương, trong lòng đang là kỳ quái, mãi đến nhìn thấy địa phủ tà quân, hắn liền hỏi. Địa phủ tà quân, này một cửa khảo nghiệm là cái gì? Địa phủ tà quân người mặc lấy một thân áo bào đen, phong thần tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ tà mị phi dương khí, nhìn thấy Diệp Thần là cái thứ nhất đến, cười nói. Luân hồi chi chủ, người cũng là lợi hại. Nhanh như vậy liền xông qua hai cửa trước, bất quá cửa ải của ta, có thể không tốt lắm. Diệp Thần ừ một tiếng, lần nữa đặt câu hỏi, ta biết, này một cửa khảo nghiệm là cái gì? Địa phủ tà quân cười nói, này một cửa khảo nghiệm nha, rất đơn giản, chỉ cần hồi đáp ta một vấn đề liền tốt. Diệp Thần nói, vấn đề gì? Địa phủ tà quân nói, người này cả đời, nhất chuyện áy náy là cái gì? Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, nhất chuyện áy náy. Địa phủ tà quân nói, đúng vậy, chỉ cần hồi đáp vấn đề này, ngươi là có thể tiếp tục đi về phía trước. Diệp Thần trầm ngâm xuống tới, nhíu mày ngưng tư, muốn nói đời này của hắn, cho đến trước mắt, tối vi chuyện áy náy, hắn trong lúc nhất thời, cũng không nghĩ ra là cái gì. Nhưng nghe đến địa phủ tà quân vấn đề, trong óc hắn, một cách tự nhiên liền hiện ra đại từ thụ hoàng thân ảnh. Đại từ thụ hoàng ngạc tuyền chi thủy sát khí phát tác, triệt để hư thối. Theo một cái đại mỹ nhân, biến thành một bãi dơ bẩn ô chọc bùn nhão, Diệp Thần hồi nhớ tới một màn này, liền thấy áy náy cùng đau lòng. Kỳ thật đại từ thụ hoàng kết cục bi thảm, hắn là có thể sớm cứu vãn, chỉ cần hắn động tác rất nhanh, có
có đủ quyết đoán trực tiếp trước chân áp đại từ thụ hoàng, sau đó lại cưỡng ép vận dụng thôn hồn quỷ châu năng lượng, phát động thôn phệ chi lực, đem trong cơ thể nàng ngạc tuyển chi thủy rút lấy ra, nàng liền sẽ không hư thối thành bùn nhão. Nhưng, Diệp Thần ban đầu là muốn cùng đại từ thụ hoàng thương lượng, hắn quá khách qua đường khí cùng nhân từ, thủ đoạn không đủ quyết định nhanh chóng, dẫn đến đại từ thụ hoàng bây giờ bi kịch kết cục. Coi như trộm mất lòng của nàng, để cho nàng khăng khăng một mực yêu chính mình, sẽ chậm rãi đi cảm hóa nàng, cũng tốt hơn bây giờ nhìn lấy nàng biến thành một bãi bùn nhão, da thịt, xương cốt, trong mắt, tóc, đều tại bùn nhão bên trong quay cuồng, đây là hạng gì bi thảm cùng kinh khủng kết cục, đơn giản vô pháp nghĩ lại. Hiện tại đại từ thụ hoàng thành một bãi bùn nhão, Diệp Thần lại nghĩ cứu vãn nàng, liền muôn vàn khó khăn. Địa phủ tà quân lần nữa hỏi, luân hồi chi chủ, xin trả lời ta, người này cả đời, nhất chuyện áy náy là cái gì? Diệp Thần muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng, nói, muốn nói nhất chuyện áy náy nha, chính là gần nhất. Nghĩ đến đại từ thụ hoàng thảm trạng, liền vô pháp nói nữa. Địa phủ tà quân nhìn xem Diệp Thần con mắt, tựa hồ nhìn thấy cái gì, nói, là đại từ thụ hoàng sao? Diệp Thần chấn động trong lòng, không nghĩ tới địa phủ tà quân tầm mắt như thế độc ác, có thể thấy tâm tư của hắn, hắn liền gật đầu nói, đúng vậy, ta có lỗi với nàng, nếu như ta lúc trước thủ đoạn cường ngạnh một chút, nàng liền sẽ không lưu lạc thành bùn nhão. Địa phủ tà quân vẻ mặt không thay đổi, gật đầu nói, tốt, ta biết rồi, luân hồi chi chủ, người đã trả lời vấn đề của ta, người có khả năng tiếp tục đi về phía trước. Diệp Thần sững sờ, nói, vậy liền coi là khảo nghiệm thông qua được sao? Địa phủ tà quân cười nói, còn không có, người tiếp tục đi tới đích liền biết. Diệp Thần tâm bên trong hồ nghi, đáp được, liền từ biệt địa phủ tà quân, tiếp tục hướng thang trời phía trên đi đến. Đạp vào mấy cấp bậc thang về sau, Diệp Thần mơ hồ thấy không thích hợp, nhịp tim không ngừng gia tốc, chảy mồ hôi tim đập nhanh, lại không nhịn được hốt hoảng, đại từ thụ hoàng hư thối thân ảnh, ở trong đầu hắn vung đi không được. Lại hướng lên bước ra mấy bước, Diệp Thần thì càng thấy dày vò, đại từ thụ hoàng kết cục bi thảm, phảng phất thành một cái tâm ma, không gãy lìa cọ sát lấy hắn. Đây mới thật sự là khảo nghiệm. Tâm ma khảo nghiệm. Diệp Thần nội tâm đại chấn, lập tức hiểu rõ, này một cửa khảo nghiệm, là khảo nghiệm chân chính đạo tâm. Làm Diệp Thần hồi đáp địa phủ tà quân vấn đề, suốt đời nhất chuyện áy náy là cái gì, khi hắn trả lời xong thành trong nháy mắt, hắn liền bị địa phủ tà quân khí tức ảnh hưởng tới, cỗ này áy náy liền sẽ hóa thành tâm ma, không gãy lìa mài khảo vấn lấy hắn. Địa phủ tà quân, người đang cố ý tra tấn ta sao? Diệp Thần khẽ cắn môi, quay đầu nhìn lấy địa phủ tà quân, hắn chỉ cảm thấy đại từ thụ hoàng thân ảnh, trong đầu quanh quẩn không tiêu tan, thậm chí từng lần một tái diễn lấy vặn vẹo hư thối quá trình. Như vậy tâm ma tra tấn, nhưng Diệp Thần cũng khó có thể chịu đựng. Địa phủ tà quân lắc đầu nói, không phải, đây là tội nghiệt bồi thường, luân hồi chi chủ, ngươi thẹn trong lòng, cho nên tâm ma phát tác đến lợi hại, nếu như ngươi không thẹn với lương tâm, liền sẽ không có tâm ma. Tội nghiệt, bồi thường. Diệp Thần nghe nói lời ấy, tâm ma phát tác đến lợi hại hơn, vô cùng thống khổ dày vò, bất đắc dĩ dừng lại xuống bước chân, che trái tim của mình, nói. Ta rõ ràng chặt đứt tâm chi xiềng xích, vì sao còn sẽ có tâm ma? Địa phủ tà quân nói, ngươi chặt đứt chính là đi qua xiềng xích, hiện tại tội nghiệt chồng chất, lại sẽ hình thành mới xiềng xích, người chi tại thế, trừ phi phi thăng tinh không bị ngạn, bằng không không có khả năng đạt được chân chính siêu thoát, ngươi hiểu chưa? Địa phủ tà quân lời nói này, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, ẩn chứa đại đạo diệu pháp áo nghĩa, nhưng lúc này Diệp Thần cũng không có cái gì tâm tư đi nhấm nuốt lĩnh ngộ, hắn chỉ cảm thấy tâm ma phát tác mãnh liệt, muốn dần dần mơ hồ ý thức. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần chỉ có thể dừng lại tiến lên, tại trên bậc thang trôi nổi ngồi xếp bằng, yên lặng tĩnh tâm điều tức, không ngừng hô hấp thổ nạp, điều trị lấy tinh thần suy nghĩ. Nhìn thấy Diệp Thần đình chỉ tiến lên, Hạ Phương Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng, Thiên Nữ đám người, đều là lấy làm kinh hãi, không biết Diệp Thần gặp cái gì, nhưng đây chính là một cái đuổi theo cơ hội, bọn hắn lập tức nắm bắt, không ngừng đánh thẳng vào chung quanh tang thương thời gian pháp tắc, nhìn chằm chằm tang thương không ngừng leo. Cuối cùng, ba người trước xông phá cửa thứ hai, đi vào cửa thứ ba, đi tới địa phủ tà quân trước mặt. Thiên Nữ nhìn thấy địa phủ tà quân, liền lập tức hỏi, người đối Diệp Thần làm cái gì, hắn làm sao biến thành dạng như vậy? Địa phủ tà quân lắc đầu, nói, hắn tâm ma phát tác,
không biết có thể hay không chống đỡ nổi. Thiên nữ chất vấn, tâm ma phát tác, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Địa phủ tà quân nói, đợi chút nữa các ngươi tự nhiên hiểu rõ, hiện tại các ngươi nghĩ tiếp tục đi tới, chỉ cần trả lời ta một vấn đề. Thiên nữ hỏi, vấn đề gì? Địa phủ tà quân thản nhiên nói, ngươi này cả đời, nhất chuyện áy náy là cái gì? Thiên nữ tú mi nhẹ trao lại, nói tại sao phải hỏi loại vấn đề này? Địa phủ tà quân nói, đây là này một cửa khảo nghiệm, các ngươi nhất định phải trả lời, mới có thể tiếp tục tiến lên. Thiên nữ lùi ra phía sau một bước, nhìn một chút Chu Võ Hoàng cùng Ma Phi Thiên, nói các ngươi trước đáp. Chu Võ Hoàng nhướng mày, cũng không muốn về trước đáp, tầm mắt nhìn về phía Ma Phi Thiên. Ma Phi Thiên cười ha ha một tiếng, nhanh chân bước ra, nói, này một cửa khảo nghiệm, lại đơn giản như vậy. Chỉ cần hồi đáp vấn đề của ngươi, liền tính vượt qua kiểm tra rồi hả? Địa phủ tà quân thản nhiên nói, ngươi trước trả lời lại nói. Ma Phi Thiên cười hắc hắc, nói, muốn nói nhất chuyện áy náy nha, thật có lỗi, không có, ta từ thiên đạo trong bóng tối sinh ra, thiên sinh liền là đại ma đầu, sinh ra giết người đầy đồng, gian dâm cướp bóc việc ác bất tận. Với ta mà nói, nhân sinh thống khoái nhất sự tình, liền là công diệt kẻ địch quê hương, nắm nam tử toàn bộ giết chết, lại đi mút vào bọn hắn thê nữ bờ môi, hắc hắc. Nghe được Ma Phi Thiên lời nói này, thiên nữ cùng Chu Võ Hoàng vẻ mặt trở nên có chút khó coi, tại không không lúc nào không bên trong, đỉnh cấp ma đạo cự đầu, giống như là hồn thiên đế, sử thần các loại, bình thường đều có chính mình khát vọng, ma đạo chẳng qua là thực hiện mục tiêu cuối cùng thủ đoạn. Nhưng Ma Phi Thiên, lại là thuần túy ác, thuần túy bá đạo cùng dữ tợn. Địa phủ tà quân nói, ngươi cũng là thẳng thắn, trong lòng không có nửa điểm chuyện áy náy sao. Ma Phi Thiên cười nói, hắc hắc, không có, ta ma tâm sáng choang, ta biết mình tại làm ác, nhưng ta không thẹn với lương tâm, ta thiên sinh liền là đại ma đầu. Thấy quê hương của người khác máu chảy thành sông, thấy thế giới đang thiêu đốt, ta liền thấy thoải mái. Địa phủ tà quân gật đầu nói, rất tốt, người có khả năng đi. Ma Phi Thiên khóe miệng mang theo lãnh khốc đường cong, liền vượt qua địa phủ tà quân, đi về phía trước. Hắn từng bước một đạp vào thang trời bậc thang, từng bước một hướng đi chỗ cao, lại không có nửa điểm cản trở. Cùng Diệp Thần tâm ma phát tác, chỉ có thể tại chỗ điều tức dày vò bộ dáng, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Chu Võ Hoàng nhìn thấy Ma Phi Thiên xa xa leo lên chỗ cao, vội la lên, này một cửa khảo nghiệm cũng quá đơn giản đi. Thả ta đi qua, liền muốn vòng qua địa phủ tà quân tiếp tục leo. Địa phủ tà quân cản lại hắn. Nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Chu Võ Hoàng vẻ mặt lập tức chìm xuống, địa phủ tà quân vấn đề này, kỳ thật cũng khó trả lời. Hắn hồi ức đi qua, trong lòng thấy áy náy sự tình, quả thực không ít, hắn từng tu luyện tới thiên đế cảnh giới, trải qua vô tận tuế nguyệt, nhất tướng công thành vạn cốt khô, không biết đạp vỡ nhiều ít thi cốt, trong đó có không ít thậm chí là lớn Chu gia tộc tộc nhân, hoặc là thiên khư thần điện bên trong đồng môn. Địa phủ tà quân thấy Chu Võ Hoàng yên lặng, nhân tiện nói, không đáp lại được sao. Chu Võ Hoàng bất đắc dĩ, trầm giọng nói, ta này cả đời, nhất chuyện áy náy, liền là dĩ vãng vì chứng đạo thiên đế, tàn sát quá nhiều đồng tộc người cùng đồng môn sư huynh đệ. Đã từng Chu Võ Hoàng, là trung phẩm mới thiên đế, nhưng thủy chung không thể bước vào cửu phẩm thiên đế mức độ, một cái là hắn căn cơ nội tình không đủ, thứ hai là trong lòng tội nghiệt quá lớn, hắn tự chém tu vi trùng tu. Căn cơ nội tình có khả năng một lần nữa đền bù, nhưng trong lòng tội nghiệt áy náy, trước mắt còn không có chém đi. Hắn lúc này đã dung hợp thiên tội cổ kiếm, nếu là tu vi có thể cường hãn nữa một điểm, đi đến cửu đỉnh cảnh, liền có thể tiến một bước phát huy ra thiên tội cổ kiếm phong mang, đem tâm ma chém hết, nhưng bây giờ còn chưa đến cửu đỉnh cảnh, liền đụng phải địa phủ tà quân vấn đề, quá khứ tội nghiệt áy náy, lập tức liền bị kích thích. Địa phủ tà quân gật đầu nói tốt, ta biết rồi. Người có khả năng đi. Chu Võ Hoàng yên lặng gật đầu, tiếp tục đi lên leo, nhưng còn đi chưa được mấy bước, liền thấy hoảng hốt rung động, ngày xưa chỗ tàn sát đồng tộc đồng môn người, đủ loại kêu rên kêu thảm, máu tươi phun tung tóe tràng diện, trong đầu vung đi không được, phảng phất có trăm ngàn ác quỷ ở bên người quanh quẩn, hướng hắn lấy mạng. Không tốt. Chu Võ Hoàng biến sắc, có chút thống khổ bưng bít lấy trái tim, dừng lại xuống bước chân, ngày xưa đủ loại tội nghiệt áy náy. Giờ phút này diễn biến thành tâm ma, kịch liệt bạo phát, trên người hắn toát ra từng sợi khói đen. Thiên nữ thấy cảnh này, giật nảy cả mình,
thầm nghĩ, Chu Võ Hoàng cũng bị tâm ma quấn thân. Nàng lúc này hiểu được, địa phủ tà quân vấn đề, trên thực tế là một cái kíp nổ, có thể đem người sâu trong nội tâm tâm ma câu dẫn ra. Chỉ thấy Chu Võ Hoàng cũng giống Diệp Thần như thế, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức thổ nạp, ngưng thần áp chế tâm ma, cũng đang nghĩ biện pháp thanh lý. Địa phủ tà quân cười một tiếng, hướng thiên nữ nói, Nhậm thiên nữ, đến lượt ngươi trả lời. Thiên nữ sợ hãi biến sắc, e sợ cho chính mình tâm ma cũng muốn phát tác, cắn răng nói. Ta không có cái gì chuyện áy náy, thả ta đi qua. Địa phủ tà quân nhìn chăm chú con mắt của nàng, nói thật không có hổ thẹn sự tình sao. Ta nghe nói ngươi từng cùng luân hồi chi chủ giao hảo, sau này lại quyết liệt, ngươi không hối hận sao. Nghe được địa phủ tà quân lời này, thiên nữ kiều khu run lên, hồi tưởng lại cùng Diệp Thần từng màn, nàng đã từng thật cùng Diệp Thần thân mật vô gian, sau này bởi vì nàng quá kiêu ngạo, dù như thế nào cũng không chịu về bánh xe phụ hồi trở lại trận doanh, thậm chí muốn cùng Diệp Thần sinh tử tương kiến. Thiên nữ nghĩ thầm, nếu như ta chẳng phải ngạo khí, có lẽ ta cùng Diệp Thần. Nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, trước kia từng màn giống như thủy triều dâng lên, ban đầu sớm đã bị nàng chặt đứt tơ tình, dường như hổ muốn một lần nữa tư sinh ra. Địa phủ tà quân nhìn thấy thiên nữ bộ dáng, cười nói, nếu như ngươi thật cảm thấy, chính mình không thẹn với lương tâm, vậy ngươi có khả năng đi. Thiên nữ khẽ cắn môi, tầm mắt trở nên lăng lệ, tế ra thần Chu thiên kiếm trôi nổi tại sau lưng, phun tỏa hào quang, dứt khoát nói, đúng vậy, ta không thẹn với lương tâm, ta Nhậm thiên nữ, không phải bất luận người nào phụ thuộc. Nói xong, nàng nhanh chân đi về phía trước, nhưng khi nàng đi đến Diệp Thần bên người thời điểm, nàng cái kia ánh mắt kiên quyết, lại xuất hiện dao động. Quá khứ từng màn, ban đầu bị chém đứt trước kia, giờ phút này lại lần nữa quay cuồng sôi trào lên, nội tâm của nàng không hiểu thấy một hồi quặn đau, sau lưng thiên kiếm loảng xoảng một tiếng, đúng là rớt xuống đất. Thiên kiếm rơi xuống, làm cho thiên nữ gương mặt tái nhợt, kiều khu mềm nhũn, liền té ngã tại Diệp Thần trước mặt. Tâm ma phát tác dưới Diệp Thần, mở mắt, nhìn thấy trước mặt mình thiên nữ. Nhịn cười không được một thoáng, nói thiên nữ, người tâm ma cũng phát tác. Thiên nữ cắn răng nói, giống như, có một chút như vậy. Lúc này Diệp Thần ánh mắt, dần dần khôi phục thanh minh, đạo tâm ma đang ở chậm rãi tán đi. Bởi vì hắn suy nghĩ minh bạch, đại từ thụ hoàng mặc dù bây giờ biến thành nát bét bùn, nhưng cũng không có vẫn diệt, còn có cứu vãn nàng khả năng. Nếu như thủ đoạn, vô pháp cứu vãn lời, cái kia Diệp Thần còn có một đạo át chủ bài. Cái kia chính là, luân hồi hướng thế sách. Vận dụng luân hồi sách lực lượng, Diệp Thần có khả năng trở lại quá khứ, theo đầu nguồn cứu vớt đại từ thụ hoàng. Chuyện đã qua, đã phát sinh, hối hận áy náy cũng chỉ bất quá vô ích tinh thần thôi, nghĩ biện pháp đi giải quyết vấn đề mới là đường ngay. Huống hình chi, tạo thành đại từ thụ hoàng hôm nay thảm trạng, không phải hắn, là sử thần. Là hiên viên vương. Diệp Thần nghĩ như vậy. Tâm cảnh liền dần dần bình tĩnh trở lại, đã thấy một bên thiên nữ, kiều khu run rẩy, gương mặt tái nhợt, Diệp Thần mơ hồ nhìn thấy cái gì, cười nói, tâm ma của ngươi, là ta. Thiên nữ cắn răng nói, đừng tự mình đa tình. Nàng cố nén tâm ma tra tấn, chống đỡ kiếm đứng lên, từng bước một tập tễnh tiếp tục đi về phía trước. Diệp Thần lắc đầu, xem ra thiên nữ đích thật là ngạo khí, so khó khăn nhất thuần phục dã thú còn khó chinh phục. Muốn đem nàng thu nhập luân hồi trận doanh lời, vậy thì thật là muôn vàn khó khăn. Lúc này, phía sau Tôn Di cùng bình thường những người dự thi, cũng lần lượt chật vật xông qua cửa thứ ba, đi tới địa phủ tà quân trước mặt, chuẩn bị tiếp nhận khảo nghiệm. Nhưng, Diệp Thần không có thời gian chờ đợi Tôn Di, bởi vì Ma Phi Thiên đã vọt tới thang trời phía trước nhất, cái tên này hoàn toàn là một điểm tâm ma đều không có, bởi vì hắn liền là đại ma đầu bản thân, hết thảy việc ác với hắn mà nói. Đều là ăn cơm uống nước dễ dàng, hắn căn bản sẽ không nhận tâm ma tội nghiệt khảo vấn. Nếu như bị Ma Phi Thiên đoạt giải quán quân, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Diệp Thần lập tức nhích người, bước nhanh hướng phía trước đuổi theo. Ông, lúc này Chu Võ Hoàng tế ra thiên tội cổ kiếm, cũng miễn cưỡng đem tâm ma áp chế xuống, vội vàng hướng Ma Phi Thiên cùng Diệp Thần đuổi theo. Ma Phi Thiên xông lên đầu tiên, Diệp Thần thứ hai, Chu Võ Hoàng thứ ba. Thiên nữ xa xa lạc hậu tại đệ tứ. Rất nhanh, Ma Phi Thiên xông qua 3000 cấp bậc thang, đi vào đệ tứ quan phạm vi. Này một cửa trấn thủ người, lại là chân lý sẽ đại trưởng lão, Thiên Ung Hoàng.
Thiên Ung Hoàng thân hình cao lớn, mái đầu bạc trắng, cơ bắp khôi ngô bền chắc, khuôn mặt trang nghiêm uy nghiêm, hắn làn da màu đồng cổ, tựa như viễn cổ chiến thần uy vũ hùng hồn, mái tóc dài màu vàng óng, rối tung trên vai, phối hợp với hắn tím pháp bào màu vàng óng, càng biểu lộ ra da to lớn khí thế. Ma Phi Thiên, nhanh như vậy liền xông tới sao? Cửa ải của ta khảo nghiệm, nói dễ dàng cũng không dễ dàng, nhưng nói khó cũng không khó. Chỉ cần né tránh đá rơi liền có thể. Thiên Ung Hoàng cười cười, nói. Đá rơi. Ma Phi Thiên nhướng mày, đột nhiên đã thấy thiên hàng thiên thạch, một khỏa to lớn đáng sợ thiên thạch, như sao băng bay xuống hướng hắn nện xuống tới. Ma Phi Thiên thân hình lóe lên, né tránh đá rơi, đạp vào cao cấp hơn bậc thang. Cái kia đá rơi nện vào thang trời trên bậc thang, lại như bọt nước tiêu vỡ vô hình, phảng phất chẳng qua là huyễn tượng. Ma Phi Thiên nhếch nhếch miệng, hắn biết này chút đá rơi, cũng không phải đơn thuần ảo giác, bị đập trúng, một dạng muốn bị đập chết. Hô, 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 từng viên vẫn thạch khổng lồ, như mưa sao băng chiếu nghiêng xuống, điên cuồng đập xuống tại thang trời trên bậc thang, Ma Phi Thiên thân hình nhanh chóng chuyển xê dịch, 10 điểm nhạy bén, khí định thần nhàn, né tránh từng khối đá rơi, cấp tốc hướng thang trời đỉnh bay vút đi. Diệp Thần xa xa nhìn thấy một màn này, cảm thấy lo lắng, chỉ sợ bị Ma Phi Thiên trèo lên đỉnh, vội vàng tăng thêm tốc độ đuổi kịp đi. Oanh! Làm Diệp Thần xung đến đệ tứ quan phạm vi về sau, một khỏa thiên thạch liền quay đầu hướng hắn nện xuống tới. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn cái kia thiên thạch, tầm mắt hơi co lại, trong một chớp mắt, thế mà cảm nhận được một cỗ tận thế khí tức. Trong hoảng hốt, Diệp Thần phảng phất nhìn thấy mạt pháp thời đại. Mạt pháp thời đại là không không lúc nào không thảm thiết nhất một thời đại, cũng gọi tận thế kỷ nguyên, là nguyên thiên đế phi thăng tinh không bỉ ngạn thất bại, đụng sập thiên đạo, dẫn đến thiên đạo xuất hiện tàn khuyết, giáng xuống tận thế thiên tai. Cái kia một trận thiên tai, cơ hồ hủy diệt toàn bộ không không lúc nào không. Làm mạt pháp buông xuống, vô số cái vũ trụ thời không, vô số nhật nguyệt tinh thần, bạo liệt đập tan, hóa thành vẫn thạch lưu tinh mưa, rơi vào đại địa. Hiện tại, Thiên Ung Hoàng thế mà tái hiện mạt pháp thời đại cảnh tượng, vô tận thiên thạch từ trên trời giáng xuống, phảng phất ngày tận thế tới. Vẫn thạch thiên hàng, không chỉ là đá rơi đập lên đơn giản như vậy, còn mang theo mạt pháp thời đại đại tai biến, đại hắc ám khí tượng. Cỗ này hắc ám tai biến khí tượng, có thể cực lớn dung chuyển người đạo tâm, để cho người ta trong lòng sinh ra đủ loại kinh khủng, bối rối, lo sợ nghi hoặc, lo lắng, tuyệt vọng suy nghĩ. Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ, mặc dù không có bị dung chuyển, nhưng cũng nhận to lớn trùng kích, hắn vội vàng một cái sai bước lách mình, tránh qua, tránh né thiên thạch đập lên. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Ma Phi Thiên đã sắp đi tới đệ tứ quan thang trời phần cuối, toàn trình khí định thần nhàn bộ dáng, phảng phất này vẫn thạch thiên hàng tai biến khí tượng, mảy may cũng không ảnh hưởng tới hắn. Cái tên này, xem ra là gặp qua đại tràng diệt, tận thế thiên tai đều không thể dung chuyển hắn trái tim. Diệp Thần tâm bên trong âm thầm nói thầm, cũng là cảm nhận được Ma Phi Thiên mạnh mẽ. Ma Phi Thiên đến từ tinh không bỉ ngạn, hắn được chứng kiến tinh không sụp đổ, bỉ ngạn xa đọa ác mộng tình cảnh, kia trường cảnh so với không không thời không tận thế thiên tai, còn muốn hắc ám kinh khủng hơn nhiều. Cho nên, hiện tại Thiên Ung Hoàng tái hiện tận thế thiên tai khí tượng, hoàn toàn không ảnh hưởng tới Ma Phi Thiên, bởi vì người sau gặp qua càng lớn tràng diện. Diệp Thần tầm mắt, tự nhiên không có Ma Không Phi Thiên rộng lớn như vậy, mạt pháp thời đại đại tai biến, với hắn mà nói, đã là trước đây chưa từng gặp đại tràng diện. Cho nên, đạo tâm của hắn, một cách tự nhiên nhận lấy không ít trùng kích. Luân hồi chi chủ, cẩn thận một chút, ta tái hiện mạt pháp thời đại thiên tai khí tượng, này chút vẫn thạch lưu tinh, nếu là ngươi không tránh kịp, rất có thể liền bị nện thành thịt vụn, ha ha. Thiên Ung Hoàng ngắm nhìn Diệp Thần, giống như cười mà không phải cười nói. Không sao, này một cửa vẫn là thật đơn giản. Diệp Thần cười cười, thần tâm đã bình tĩnh trở lại, lập tức liền thi triển cửu u quỷ múa đao thân pháp, thân như quỷ mị, tránh né lấy từng khối đá rơi đập lên, cấp tốc hướng Ma Phi Thiên đuổi theo. Kỳ thật bình thường võ giả, muốn tránh né này chút đá rơi, cũng không phải việc khó gì, chỉ cần thoáng chú ý hạ thân pháp là được. Này một cửa gian nguy địa phương, là những cái này trên trời rơi xuống thiên thạch, mang theo mạt pháp thời đại tai biến khí thức, có thể đối người đạo tâm, tạo thành nghiêm trọng trùng kích, để cho người ta lâm vào tận thế thiên tai trong sự sợ hãi, từ đó tinh thần rối loạn, tiến thối mất theo,
kể từ đó, cũng rất dễ dàng bị đá rơi đập chúng. Bất quá, Diệp Thần cũng là gặp qua đại tràng diện người, rất nhanh liền thích ứng tận thế hắc ám khí tức, dễ dàng né tránh từng khối đá rơi, rất nhanh liền đuổi tới Ma Phi Thiên đằng sau. Thiên Ung Hoàng nhìn thấy Diệp Thần nhanh như vậy liền quá quan, âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, này luân hồi chi chủ hoàn toàn chính xác có chút môn đạo, nhanh như vậy liền có thể bỏ qua tận thế hắc ám, hắn có lẽ thật có thể trấn áp hắc ám hồn tộc. Mà lúc này, phần lớn người dự thi, còn tại cửa thứ ba giãy giụa lấy, bị địa phủ tà quân vấn đề, dẫn xuất tội nghiệt tâm ma, không ít người thống khổ giãy giụa, thậm chí theo trên bậc thang lăn xuống đi. Diệp Thần cùng Ma Phi Thiên, thành chói mắt nhất tồn tại, xa xa dẫn trước những người khác. Xếp hạng thứ ba Chu Võ Hoàng, khi tiến vào thiên thạch đập lên phạm vi về sau, không thể không dừng bước lại, đối kháng tận thế tai biến hắc ám trùng kích, tại đạo tâm không có thích ứng cỗ này trùng kích trước. Hắn căn bản không dám tiến lên, nếu bị đá rơi đập chúng, đó là một con đường chết. Ma Phi Thiên trước hết nhất xông đến cuối cùng một cửa, thẩm phán chi chủ Thiên Pháp Lộ Nguyệt, đã tại thứ 4,001 cấp trên bậc thang chờ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt, này một cửa khảo nghiệm là cái gì? Ma Phi Thiên liếm môi một cái, đánh giá Thiên Pháp Lộ Nguyệt khuôn mặt trắng nõn cùng mảnh khảnh tư thái, trong con người hơi có chút tà lệ tham lam bộ dáng, hỏi. Đừng như thế nhìn ta chằm chằm, nếu như ngươi dám có cái gì ý đồ bất chính, ta sẽ ban thưởng ngươi nghiêm khắc nhất thẩm phán. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lạnh lùng nói. Ma Phi Thiên thu hồi tầm mắt, cười nói tốt, là ta mạo muội, ha ha, ngươi là quan chủ khảo, ngươi tọa trấn cửa ải cuối cùng, nghĩ đến khảo nghiệm nội dung, cũng cùng thẩm phán có quan hệ, dù sao ngươi là đại danh đỉnh đỉnh thẩm phán chi chủ nha. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, không sai, thông minh. Này một cửa khảo nghiệm, chính là thẩm phán ngươi quá khứ tội nghiệt. Ma Phi Thiên cười ha ha một tiếng, nói ta không có tội tình gì, ngươi cũng không cần thẩm phán ta. Thiên Pháp Lộ Nguyệt biểu lộ trở nên nghiêm nghị, nói, ngươi nghiệp chướng nặng nề, còn nói vô tội. Giết người, gian dâm, đánh cướp, đồ thành, diệt quốc, đây đều là sai lầm, ngươi tội ác cực đoan ác liệt. Ma Phi Thiên, ngươi nên vui mừng ngươi xuống dốc đến trong tay của ta. Bằng không ta sẽ để cho thẩm phán uy quang, đưa ngươi đốt thành cho bụi. Ma Phi Thiên cười ha ha, nói Thiên Pháp Lộ Nguyệt, ngươi bất quá là một cái cố chấp chính nghĩa tên điên, như lời ngươi nói tội ác, không không lúc nào không lại có ai không có phạm qua. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, cho nên thế nhân đều có tội, bất kỳ người nào đều không có quyền tước đoạt người khác tính mệnh, lấy mạnh hiếp yếu lẽ ra nên nhận thẩm phán. Ma Phi Thiên lắc lắc đầu nói, ngươi muốn làm thẩm phán thiên hạ mộng đẹp. Trở về đạo tông chậm rãi làm, có thể đừng ở chỗ này nổi điên. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lạnh nhạt nói thôi, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, đạo lý lớn liền không nói với các ngươi, này một cửa khảo nghiệm rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi có thể tại ta thẩm phán chi quang cọ rửa hạ trèo lên đỉnh, liền coi như các ngươi quá quan. Nói xong, Thiên Pháp Lộ Nguyệt tế ra một chiếc gương, tấm gương toàn thân thuần trắng, điêu khắc một đạo đặc thù phù điêu. Là một bức đao kiếm đan xen tại một quyển sách bên trên đồ án, quyển sách kia gọi Thiên Pháp Đạo Luật, không có người biết rõ Thiên Pháp Đạo Luật là thế nào đản sinh, chỉ biết là thế gian này, Thiên Pháp Lộ Nguyệt là Thiên Pháp Đạo Luật áo nghĩa duy nhất người thừa kế. Cái kia Thiên Pháp Đạo Luật, là thập đại cổ thần khí một trong, đã sớm thất truyền, cũng không biết người nào biên soạn, nghe đồn là vĩ đại kỳ quan, phía trên ghi chép hoàn thiện luật pháp, chỉ cần có thể áp dụng, liền có thể thành lập một cái vĩnh hằng hoàn mỹ thế giới. Hết thảy tranh chấp cũng có thể dựa vào Thiên Pháp Đạo Luật giải quyết. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cái gương này, gọi thẩm phán chi kính, tuyên khắc lấy Thiên Pháp Đạo Luật đồ đằng, có rộng rãi trật tự cùng thẩm phán lực lượng, Thiên Pháp Đạo Luật nộp lên xiên đao kiếm, tượng trưng cho bạo lực thủ hộ. Bất luận cái gì luật pháp, đều nhất định muốn có bạo lực chống đỡ, muốn trưởng khống thiên hạ, liền muốn có chấn áp thiên hạ thực lực cùng thủ đoạn, chỉ vương duy bá, mới có thể áp đảo chúng sinh. Thẩm phán chi kính. Truyền thuyết là Thiên Pháp Đạo Luật phía trên khảm nạm pháp bảo, năng lượng nội tình quả nhiên hùng hậu a. Ma Phi Thiên nhìn xem trôi nổi tại thiên thẩm phán chi kính, cảm nhận được vô cùng hung mãnh sóng pháp lực, này thẩm phán chi kính, có thể nói là đỉnh cấp pháp bảo, trong đó ẩn chứa đại trật tự, lớn áo nghĩa, lớn thẩm phán sức mạnh to lớn, không thể tưởng tượng nổi cao vời mạnh mẽ. Ong ong ong, chỉ thấy cái kia thẩm phán chi kính, toát ra từng sợi bạch quang. Bao trùm tại thứ 4,001 cấp bậc thang, đến cao nhất 5.000 cấp trên bậc thang, bạch quang lại phảng phất như nước chảy chậm rãi cọ rửa lưu động, ào ào có tiếng.
Ma Phi Thiên nhìn xem trên bậc thang lưu động bạch quang, một hồi kiêng kỵ, nói thiên pháp lộ nguyệt, người có thể là đỉnh cấp thiên đế, người thẩm phán chi quang, ha ha, người nào chịu nổi. Phải biết, ở đây những người dự thi, tu vi cao nhất cũng chính là thiên nguyên cảnh đỉnh phong thôi, khẳng định không có khả năng cùng thiên pháp lộ nguyệt thẩm phán ý chí chống lại. Thiên pháp lộ nguyệt thản nhiên nói, yên tâm, này không phải chân thực thẩm phán, chỉ là ta theo trong tưởng tượng diễn sinh ra thủ đoạn thôi. Chỉ cần ngươi đạo tâm đủ mạnh mẽ, là có thể chịu lấy này chút hư ảo thẩm phán chi quang trèo lên đỉnh. Là chủ giám khảo, thiên pháp lộ nguyệt đương nhiên sẽ không nện chân lý dễ chàng tử, cũng sẽ không thật phát động thẩm phán, chẳng qua là theo trong tưởng tượng diễn sinh ra một chút thủ đoạn, dùng tới khảo nghiệm những người dự thi. Nhưng mà Phi Thiên nhìn xem trên bậc thang, không ngừng lưu động lấy thẩm phán chi quang, hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ, không có bước ra bộ pháp. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình làm ác thực sự quá nhiều, dựa theo thiên pháp lộ nguyệt chuẩn tắc, vậy thì thật là chết một vạn lần đều không đủ chuộc tội, hắn không dám tùy tiện mạo hiểm, sợ sẽ bị nhằm vào. Thiên pháp lộ nguyệt thấy Ma Phi Thiên đứng đấy bất động, lạnh nhạt cười nói, thế nào, sợ ta nhằm vào ngươi sao? Yên tâm, ta cũng sẽ không làm loại chuyện này. Ma Phi Thiên cười ha ha, cũng không nói chuyện, tại nguyên chờ đợi lấy. Rất nhanh, Diệp Thần liền vọt lên. Hắn đã vừa mới nghe được Ma Phi Thiên cùng thiên pháp lộ nguyệt đối thoại, cũng biết cửa ải cuối cùng khảo nghiệm là cái gì. Thuần trắng thẩm phán chi quang, phủ kín cuối cùng 1000 cấp bậc thang, thoạt nhìn có chút hùng vĩ. Theo trên bậc thang lưu động giữa bạch quang, Diệp Thần phảng phất thấy được quá khứ từng màn, thấy được vô số bị chính mình giết chết kẻ địch. Luân hồi chi chủ, người đến rồi. Thiên pháp lộ nguyệt mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần liếm môi một cái. Nói cửa ải cuối cùng này, là muốn thẩm phán quá khứ tội nghiệt. Thiên pháp lộ nguyệt nói, đúng thế. Diệp Thần nói, ta quá khứ giết không ít người, mặc dù chưa từng có lạm sát kẻ vô tội, nhưng y theo thiên pháp lộ nguyệt tiền bối quy tắc, chỉ sợ ta cũng là có tội. Thiên pháp lộ nguyệt nói, đúng vậy, thế nhân đều có tội, bất quá hôm nay ta sẽ không phát động chân chính thẩm phán, chẳng qua là cho các ngươi một điểm khảo nghiệm thôi. Các ngươi tiếp xúc đến thẩm phán chi quang về sau. Trong đầu sẽ xuất hiện bị thẩm phán cảnh tượng, nhưng đây chẳng qua là huyễn tượng, chỉ cần đạo tâm đủ mạnh, là có thể xông phá huyễn tượng trèo lên đỉnh. Diệp Thần gật đầu nói, tốt, ta hiểu rõ. Nói xong, Diệp Thần lại nhìn một chút Ma Phi Thiên, thấy Ma Phi Thiên kiêng kỵ lấy không dám loạn động, Diệp Thần nhịn cười không được, nói, Ma Phi Thiên, ngươi không dám đi, ta cần phải trèo lên đỉnh. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía thang trời đỉnh, tinh không thần tòa đã có thể thấy rõ ràng. Chỉ cần trèo lên đỉnh, ngồi vào tinh không trên thần tọa, liền có thể bắt lại này một vòng đấu quán quân, cầm tới tinh không đạo thư. Vừa nghĩ tới tinh không đạo thư, Diệp Thần liền máu nóng sôi trào. Ngay sau đó, Diệp Thần không do dự, lập tức dậm chân cuồng sông, hướng về thang trời đỉnh phóng đi. Tại Diệp Thần xung ra về sau, cái kia thẩm phán chi kính kịch liệt vù vù, toát ra càng thêm hào quang sáng chói, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy thang trời trên bậc thang thẩm phán chi quang, thế mà trong nháy mắt tăng vọt, thật giống như cuồn cuộn hồng triều, theo đỉnh sông lên xoạt xuống tới. Diệp Thần ngực, đều bị thẩm phán chi quang hồng triều che mất, tại cuồn cuộn thẩm phán hồng triều bên trong, Diệp Thần chấn động, quá khứ từng màn, chính mình đã từng giết chết qua kẻ địch, thật giống như cưỡi ngựa xem hoa một dạng, không ngừng theo trong đầu của hắn lướt qua. Giết người có tội, luân hồi chi chủ, ta muốn phán ngươi chịu đun nấu chi hình. Một thanh âm, không biết từ nơi nào truyền đến, không giống như là thiên pháp lộ nguyệt thanh âm, giống như nguồn gốc từ chí cao thương thiên, mang theo thiên đạo thần uy, rộng rãi cuồn cuộn, ngay tại Diệp Thần trong đầu nổ vang. Chỉ một thoáng, Diệp Thần trong đầu, liền xuất hiện một màn huyễn tượng, hắn thấy chính mình thân thể, bị ngâm tại một cái rót đầy nước trong nồi lớn, phía dưới là bùng cháy củi khô, hắn toàn thân bị trói, bị thấm trong nồi đun nấu. Diệp Thần nhướng mày. Một màn này huyễn tượng, khiến cho hắn hết sức không thoải mái, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng phân rõ, cái này là huyễn tượng, cũng không phải chân thực phát sinh tình cảnh. Thế là, Diệp Thần lắc đầu, không để ý đến trong đầu huyễn tượng, tiếp tục cất bước xông về phía trước. Ma Phi Thiên thấy Diệp Thần lập tức xông lên 100 cấp bậc thang, cũng không có thật bị thẩm phán, cũng là thoáng yên tâm, liền chuẩn bị nhích người. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, ta không sẽ châm đối với bất kỳ người nào. Ta nghĩ thành lập thế giới, là tuyệt đối công chính thế giới, ta như thế nào lại cố ý hại ngươi?
Bất quá ngươi phạm vào đủ loại tội ác, thật bị ta thẩm phán, kết quả của ngươi, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Ma Phi Thiên hừ một tiếng, không nói gì, trực tiếp xông về phía trước đi. Ma đi quỷ bộ, bảo. Chân tay hắn tại trên bậc thang đạp mạnh, phát ra nổ vang, thân thể bão táp mà ra, tốc độ lập tức tăng vọt, rất nhanh liền đuổi tới Diệp Thần đằng sau. Diệp Thần thấy trong chớp mắt liền truy đến Ma Phi Thiên, lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ cái tên này tốc độ thật nhanh. Hắn cũng tăng thêm tốc độ, mở ra lăng phong thần mạch, quanh thân gió bão cuồn cuộn, hướng thang trời đỉnh phóng đi. Ma Phi Thiên mong muốn đuổi theo, nhưng bỗng dừng ở giữa kêu lên một tiếng đau đớn, hắn thấy trong đầu của chính mình, tư sinh ra kịch liệt huyễn tượng. Cực đạo ma tôn, ngươi giết người đầy đồng, ta muốn phán ngươi chịu vạn kiếm lục tâm chi hình. Một giọng hiện già nua, truyền đến Ma Phi Thiên trong óc. Hắn liền thấy có ngàn vạn thanh phi kiếm, soạt soạt phá không, mang theo phong duệ lăng lệ khí tức, hung hăng hướng hắn xuyên thấu tới. Hắn bị trói tại một cây lớn trên cột sắt mặt, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, liền bị vạn kiếm lục tâm, khổ không thể tả. Đương nhiên, đây chỉ là huyễn tượng. Nhưng, như vậy huyễn tượng, lại làm cho Ma Phi Thiên vô cùng không thoải mái. Thiên ma tinh hải, huyễn tượng diệt vong. Ma Phi Thiên dừng lại xuống bước chân, lập tức điều động thiên ma tinh hải năng lượng, chảy ngược chính mình đạo tâm, phải dùng hắc ám ộ uế khí tức, đem hết thảy huyễn tượng bao phủ hoàn toàn. Diệp Thần thừa dịp Ma Phi Thiên dừng lại, lại cuồng xông ra hơn 300 cấp bậc thang, khoảng cách thang trời đỉnh, chỉ còn lại có 500 cấp bậc thang tả hữu. Nhưng, theo Diệp Thần không ngừng leo, hắn thừa nhận thẩm phán chi quang hồng chiều cọ rửa, cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Tại đây hồng chiều cọ rửa phía dưới, Diệp Thần chỉ cảm thấy trong đầu huyễn tượng, càng ngày càng chân thực, hắn phảng phất thật bị liệt hỏa đun nấu, trong nồi nước đã đốt lên, đang tại sôi trào, cô lỗ lỗ nổi lên, da thịt của hắn, bị nóng bỏng nước sôi đun nấu đến đỏ lên phát nát, khó mà hình dung phỏng đánh vào tim phổi. Đó là bị nước sôi sống sờ sờ đun nấu đau đớn, Diệp Thần suốt đời đều không có trải qua. Làm sao như thế đau, đây là huyễn tượng, không phải thật sự. Diệp Thần khẽ cắn môi, vận chuyển luân hồi pháp, luân hồi chi bàn khí tượng, sau lưng hắn phóng thích mà ra, hắn vững chắc lấy đạo tâm của mình, không ngừng nhắc nhở chính mình, trong đầu tất cả những gì chứng kiến, đều là ảo tưởng. Nhưng biết rõ là huyễn tượng, Diệp Thần toàn thân da thịt, vẫn là vô cùng đau đớn, giống như thật tại nước sôi bên trong đun nấu, chung quanh hô hấp đến không khí, cũng biến thành ẩm ướt nóng bỏng, đầy bừng bừng toàn bộ là sôi trào hơi nước. Thiên pháp lộ nguyệt tiền bối thủ đoạn, thật sự là hung mãnh a, đây vẫn chỉ là huyễn tượng, nếu là thật thật thẩm phán, người nào chịu nổi. Diệp Thần âm thầm bội phục thiên pháp lộ nguyệt thủ đoạn, lại là kính sợ. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì hoang lão đối thiên pháp lộ nguyệt, như thế kiêng kỵ e ngại. Thiên pháp lộ nguyệt thân là thẩm phán chi chủ, thế gian duy nhất kế thừa thiên pháp đạo luật áo nghĩa người, nàng thẩm phán thủ đoạn, đích thật là vô cùng đáng sợ. Diệp Thần chịu lấy huyễn tượng, tiếp tục hướng thang trời đỉnh leo mà đi, tại huyễn tượng kịch liệt kích thích dưới, bước chân hắn đã trở nên chậm, mỗi đạp lên một cấp bậc thang, đều muốn tiêu hao rất lớn linh khí, toàn thân toát ra mồ hôi. Ong ong ong, khoảng cách thang trời đỉnh, còn thừa lại 400 cấp bậc thang, Diệp Thần trong đầu huyễn tượng, đã mãnh liệt đến gần như chân thực mức độ. Hắn thấy được một cái vô cùng to lớn pháp trường, cái này pháp trường, lớn đến không có giới hạn, không không lúc nào không chịu tỷ tỷ triệu sinh linh. Thế mà đều tại đây cái pháp trường bên trên thụ hình. Thế nhân có tội, thế nhân đang chịu đựng cuối cùng thẩm phán. Diệp Thần phải đối mặt thẩm phán hình phạt, là đun nấu chi hình, hắn thấy bên cạnh Ma Phi Thiên, đang chịu vạn kiếm lục tâm chi hình. Hắn lại thấy được thiên nữ, bị lột sạch quần áo ném vào rắn trong hầm, chịu độc xà phệ thân chi hình. Hắn thậm chí thấy được Nhậm Phi Phàm, chịu chém đầu chi hình, còn có thế mà liền nguyên thiên đế, hồn thiên đế. Sử thần đều thụ hình, là bào cách chi hình. Thiên pháp lộ nguyệt điên rồi, đây là nàng huyễn tưởng hình ảnh, nàng muốn thẩm phán thiên hạ, muốn tất cả mọi người tiếp nhận hình phạt. Nàng huyễn tưởng, so sử thần còn điên cuồng hơn a. Diệp Thần chấn động, theo huyễn tưởng trong đầu, nhìn thấy thiên pháp lộ nguyệt nội tâm. Thiên pháp lộ nguyệt nội tâm, lại có thể là như thế khủng bố, muốn thẩm phán thiên hạ hết thảy nàng cho rằng có tội người. Ý tưởng như vậy quá điên cuồng, đã vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung. Diệp Thần cắn chặt răng, chịu lấy huyễn tượng, từng bước một gian nan đi lên tiến lên. Mà lúc này,
Mà Phi Thiên tựa hồ tìm được đối kháng huyễn tượng biện pháp, bước chân trở nên dễ dàng, cấp tốc liền đuổi kịp Diệp Thần, đồng thời vượt qua hắn. Luân hồi chi chủ, xem ra một vòng này quán quân là ta. Mà Phi Thiên quay đầu lại hướng lấy Diệp Thần nhe răng cười một thoáng, tăng tốc bước chân hướng đỉnh đi đến. Rất nhanh, hắn cách trèo lên đỉnh, cũng chỉ còn lại có 100 cấp nấc thang. Cái kia tinh không thần tòa, có thể nói là có thể đụng tay đến. Nhưng cuối cùng này 100 cấp bậc thang, thẩm phán chi quang cũng là mãnh liệt nhất giai đoạn. Một cỗ thẩm phán hồng triều, không ngừng gào thét cọ rửa xuống tới. Mà Phi Thiên rên khẽ một tiếng, khẽ cắn môi, chỉ cảm thấy vừa mới trong đầu bị dìm ngập huyễn tượng, lại lần nữa xông ra. Hắn đang bị trói tại một cây lớn trên cột sắt, thừa nhận vạn kiếm lục tâm thống khổ. Như vậy mãnh liệt huyễn tượng, nhưng Ma Phi Thiên phân không ra chân thực cùng hư ảo. Dưới sự bất đắc dĩ, Ma Phi Thiên bước chân cũng đi theo chậm lại, đối kháng nội tâm huyễn tượng. Hắn nếm thử điều động thiên ma tinh hải năng lượng, đi bao phủ huyễn tượng, nhưng phát hiện cái kia thẩm phán huyễn tượng, đã mãnh liệt đến liên thiên ma tinh hải đều không thể yên diệt, hắn chỉ có thể theo dựa vào đạo tâm của mình đi mạnh mẽ chống đỡ. Diệp Thần nhìn thấy Ma Phi Thiên chậm lại, nghĩ đuổi theo, nhưng lại bất lực, bởi vì hắn chính mình đạo tâm huyễn tượng, cũng là mãnh liệt sôi trào đến lợi hại, thừa nhận cực đoan đun nấu nỗi khổ, cả người đều giống như bị nóng bỏng nước sôi nấu mục nát, mỗi một bước ra đều là tại nóng rực chảo nóng trong vực sâu tiến lên. Hắn cùng Ma Phi Thiên, thủy chung vẫn là có một đoạn lớn chênh lệch, lại kéo dài như vậy nữa, hắn rất có thể muốn thua trận này vòng đấu. Ma Phi Thiên thấy mình mặc dù thừa nhận cực lớn dày vò, nhưng gặp lại sau đến Diệp Thần cũng là hết sức thống khổ bộ dáng, căn bản là không có cách đuổi kịp chính mình, nghĩ thầm, xem ra chỉ muốn tiếp tục giữ vững, ta liền có thể bắt lại quán quân. Nghĩ như vậy, Ma Phi Thiên lòng tin liền kiên định xuống tới, mỗi một bước ra, mặc dù 10 điểm trì trệ thong thả thống khổ, nhưng lại vô cùng vững chắc. Hắn cách thang trời đỉnh, bất quá cuối cùng 200-300 cấp bậc thang, tiếp tục đi liền có thể thắng. Mà Diệp Thần, không ngừng đuổi theo phía dưới, cùng Ma Phi Thiên thủy chung kém lấy 100 bước khoảng cách, như vậy chênh lệch, hắn rất khó đuổi kịp Ma Phi Thiên. Ai nha, tiểu gia hỏa, người được hay không a? Làm sao một điểm thẩm phán huyễn tượng, liền đem ngươi tra tấn thành bộ dáng như thế? Ngươi muốn thua trận so tài? Luân hồi mộ địa bên trong, tinh đạo long nữ nhìn thấy Diệp Thần từng bước vì gian, cũng có chút lo lắng, nàng có thể không muốn nhìn thấy Diệp Thần thua trận tranh tài. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, bất đắc dĩ nói, không phải ta không được, là thiên pháp lộ nguyệt quá mức cường hãn. Bị thiên pháp lộ nguyệt thẩm phán huyễn tượng tra tấn, Diệp Thần mỗi đi một bước, đều hết sức thống khổ. Tinh đạo long nữ nói, a, cũng thế, nữ nhân kia, quá điên cuồng, nghe nói nàng đã từng còn muốn thẩm phán nguyên thiên đế tới, bị nàng thẩm phán tra tấn, đúng là không tốt lắm chịu. Ngô, người có thể dùng đúc tinh long thần thông đối phó. Chỉ cần thi triển ra hắn bất động long vương chí tôn pháp, nghĩ đến có khả năng trấn áp ngươi nội tâm huyễn tượng. Diệp Thần sững sờ, nói cái gì bất động long vương chí tôn pháp? Ta không biết a. Tinh đạo long nữ ngạc nhiên nói, đúc tinh long thần có tam đại hạch tâm thần thông, thiên làm thịt đúc tinh thuật, bất động long vương chí tôn pháp, thiên quỹ pháp nghi kiếm, ngươi nếu nắm giữ hắn thiên làm thịt đúc tinh thuật, này bất động long vương chí tôn pháp ngươi còn sẽ không sao. Nàng thấy Diệp Thần trước đó tại ải thứ nhất thời điểm, thi triển thiên làm thịt đúc tinh thuật phá cục, còn tưởng rằng Diệp Thần đã được đến đúc tinh long thần chân truyền. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, ta sẽ chỉ một môn thiên làm thịt đúc tinh thuật, cái gì bất động long vương chí tôn pháp, thiên quỹ pháp nghi kiếm, hôm nay còn là lần đầu tiên nghe được. Môn này thiên làm thịt đúc tinh thuật, là Diệp Thần trước kia tại đại đạo tranh phong thời điểm tranh tài, cơ duyên xảo hợp lấy được. Môn thần thông này tương đương cường hãn. Có thể đúc tinh diệt thần, lúc trước liền Hồng Quân lão tổ đều muốn tranh đoạt. Tinh đạo long nữ nói, a, nguyên lai ngươi còn sẽ không nha, cái kia ta dạy cho ngươi tốt. Diệp Thần kỳ nói, đúc tinh long thần thông, ngươi cũng nắm giữ. Tinh đạo long nữ hì hì cười một tiếng, nói, dĩ nhiên, đầu kia con lươn nhỏ, năm đó khắp nơi cùng ta tranh đoạt long tộc thiên mệnh, hắn có bài tẩy gì, ta đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách trộm với tay cầm. Hắn tam đại thần thông. Ngoại trừ ngày đó quý pháp nghi kiếm, thật sự là hắn bản mệnh thần thông, là hạch tâm bên trong hạch tâm trật tự, ta thực sự trộm bất động bên ngoài, mặt khác hai môn thiên làm thịt đúc tinh thuật, bất động long vương chí tôn pháp, ta đều đã thành công đánh cắp.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 540.